200 đến 250 thì nhiều quá. 78 78 đến 110, 110 là ok rồi đó thầy cô. Sáng hôm nay là ít nhất là 78 đó thầy cô. Theo quy định là chúng ta sẽ từ 100 đến 120. À, 100 đến 124 đúng không thầy cô? 100 đến 124. À, vậy thì bài đầu tiên đó thầy cô, ở trang số 12 sẽ là một bài dưới dạng là task, có nghĩa là nhiều các cái đoạn văn bản hợp lại với nhau. Và các cái đoạn văn bản này thì sẽ có độ dài là 110 từ. Sẽ có độ dài là 110 từ. Ở bài số 2 thầy cô, bài số 2 thì bây giờ học sinh sẽ đọc là một cái dạng email. Các thầy cô có thể thấy cái văn bản này dưới dạng email, ví dụ như gửi cho ai với chủ đề là gì ha. Thì học sinh đang đọc ở trên màn hình này là một cái thể loại văn bản là email với độ dài là 118 từ. À, qua bài số 3 thì học sinh sẽ tiếp tục đọc một cái email, các thầy cô có thể thấy một cái email với độ dài là 89 từ. Ở bài số 4 của quyển tập 1 thì học sinh bây giờ không đọc email nữa. Các thầy cô có thể thấy cái địa chỉ website ở đây. Ví dụ như myblog.com.vn can. Vậy thì học sinh đang đọc một cái trang web, thầy cô, a web page hoặc là a website. À, và chúng ta sẽ có cái nội dung trong cái phần web này là 94 từ. Ở bài số 5, bài số 5 thì chúng ta thấy là có một đoạn văn bản giới thiệu về Hạ Long Bay và Mũi Né với độ dài là 114 từ. Và bài số 6, với nhiều các cái đoạn văn bản hợp lại, học sinh sẽ đọc theo từng cái nhân vật nói về các cái câu chuyện của mình với độ dài là 106 từ. Như vậy là chúng ta có ba cái thể loại chính xuất hiện ở trong cái quyển sách tập 1. Thể loại đầu tiên là văn bản text, các thầy cô. Thể loại thứ hai là emails và thể loại thứ ba là web page. Vậy là chúng ta có ba thể loại văn bản xuất hiện ở đây. Các thầy cô cũng có thể thấy là cái số lượng chữ ở các thầy cô ở An Ngãi Tây đó cũng đã nói về cái số chữ quy định. Thì ở đây ít nhất thì chúng ta sẽ có 89 từ, đúng không các thầy cô? Và nhiều nhất thì chúng ta sẽ có 118 từ, đúng không các thầy cô? Chúng ta sẽ có 118 từ. Ít nhất cho cái quyển tập 1 sẽ là 89 từ và nhiều nhất sẽ là 118 từ. Các thầy cô đối với quyển tập 1. Như em đã nói với các thầy cô là sáng hôm nay là đối với cái quyển tập 1 mà ở trang nào thì cái quyển tập 2 cũng sẽ đối xứng ở cái trang đó theo từng bài. Vậy thì giờ chúng ta sẽ qua trang bài số 7 của sách tập 2 các thầy cô. Ở bài số 7 của sách tập 2 thì các thầy cô sẽ được đọc một cái đoạn, các thầy cô sẽ cho học sinh đọc một cái đoạn văn bản và cái này sẽ là dưới dạng là thông báo. Các thầy cô có thể thấy là thời gian nè, chương trình và mô tả chương trình. Có nghĩa là học sinh sẽ đọc một cái dạng tin tức. Ví dụ như đây là một cái đoạn thông báo các thầy cô. Và qua bài số 8 thì học sinh sẽ đọc một cái đoạn hội thoại giữa các nhân vật. Ví dụ như ở đây chúng ta có teacher, Nick, Susan, Nick and Susan và Michael. Vậy là như vậy là học sinh sẽ đọc một cái đoạn hội thoại gồm nhiều nhân vật xuất hiện. Kế tiếp ở bài số 9, học sinh sẽ đọc một cái bưu thiếp với các thầy cô. Ở đây là postcard. Các thầy cô sẽ thấy một cái bưu thiếp. Nó cũng tương tự như là letter, nhưng có điều đối với bưu thiếp thì ở mặt trước của cái postcard sẽ là tranh, sẽ là hình. Thường người ta sẽ đi du lịch, người ta sẽ mua một cái tranh, đằng sau thì có chỗ để viết một vài dòng. Ở bài số 10, học sinh sẽ đọc một đoạn văn bản có độ dài là 117 từ. Ở bài 11, học sinh lại quay trở lại đọc một đoạn hội thoại có độ dài là 117 từ. Và bài cuối cùng của sách tập 2 thì học sinh đọc một đoạn văn bản là 117 từ. Như vậy chúng ta có thể thấy là ở cái quyển sách tập 2, học sinh sẽ đọc các cái dạng văn bản như sau. Đầu tiên là cái thể loại văn bản, đoạn văn với các thầy cô, passages, thì là thuần túy rồi, sẽ xuất hiện lại trong sách tập 2. Cái thứ hai nữa sẽ là hội thoại, và cái thứ ba sẽ là bản thông báo. Cái thứ tư sẽ là bưu thiếp, các thầy cô, thứ tư sẽ là bưu thiếp. Và như vậy các thầy cô có thể tổng kết lại được là có bao nhiêu thể loại văn bản mà học sinh phải đọc trong chương trình lớp 6 không ạ? Nhờ các thầy cô gõ vào chat box. Nhờ các thầy cô gõ vào chat box giúp nè. 7, 5, 7, 6. Các thầy cô giờ chúng ta đếm ha. Text là 1, rồi email là
2. Kế tiếp đó thì cô, postcard là 3. Dialogue là, dialogue là 4 đó các thầy cô. Kế tiếp là gì nữa các thầy cô? Dialogue là 4 rồi. Kế tiếp là notice là 5. Còn gì nữa các thầy cô? Notice là 5, đúng các thầy cô. Web page là 6, chính xác. Còn nữa không các thầy cô? Vậy là tất cả các thầy cô là đa phần là chọn là 6 các thầy cô. Đa phần là 6. Thì chúng ta có thể coi lại postcard hồi nãy có rồi các thầy cô. Postcard này có tính rồi đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ có nhìn chung là sẽ có 6 thể loại văn bản mà các thầy cô sẽ cho học sinh đọc, passages và text chúng ta tính chung các thầy cô. Và các cái thể loại văn bản nó sẽ có độ dài như sau. Các thầy cô có thể thấy cái phần tổng kết ở trên màn hình. Và cái phần tổng kết này có cái độ dài được tổng kết cho các thầy cô từ bài 1 đến bài 12 và đúng theo cái quy định là chúng ta cũng chỉ dạy một cái bài đọc dưới 120 từ cho học sinh. Chúng ta sẽ dạy một cái bài đọc dưới 120 từ cho học sinh các thầy cô. Và các cái bài đọc ở trong sách Global Success từ bài 1 cho đến bài 12 cũng đảm bảo được cái yếu tố đó, có nghĩa là dưới 120 từ học sinh sẽ đọc một cái đoạn văn bản dưới 120 từ các thầy cô. Kế tiếp chúng ta sẽ qua cái phần hướng dẫn về kỹ năng đọc hiểu này các thầy cô. Đối với cái kỹ năng đọc hiểu này các thầy cô sẽ thấy được là cái phần mà reading skill xuất hiện ở trong phần skill 1 sẽ giúp cho học sinh phát triển được khả năng đọc của học sinh, đó là reading abilities. Và cái bài đọc này dựa trên cái phần từ vựng và ngữ pháp mà học sinh đã học trước đó. Và các cái bài tập sẽ là các cái bài tập mà luyện tập các cái độ hiểu của học sinh xung quanh cái bài đọc này. Và có một cái câu chốt ở cuối cùng các thầy cô là the reading also provides input for the speaking that follows. Tức là chúng ta sẽ có cái ngữ liệu lấy từ bài đọc để dùng cho phần speaking. Lấy ngữ liệu từ bài đọc để sử dụng cho phần speaking. Đó là cái phần mà tiến trình về dạy đọc ở trong cái phần skills 1. Đúng với thầy cô. Giờ đó là chúng ta tiếp tục với thầy cô. Chúng ta sẽ tiếp tục qua cái kỹ năng thứ hai là phần speaking skills. Đối với cái phần speaking skills là cái phần theo sau cái phần reading, các thầy cô cũng có thể theo dõi được là nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Các thầy cô có thể thấy một lượt ba bài, các bài 1, 2, 3 tương ứng và sẽ tương ứng với các cái hoạt động là 3, 4, 5. Các thầy cô sẽ thấy là đôi lúc sẽ là hoạt động số 4, đôi lúc sẽ là hoạt động 4, 5 và đôi lúc sẽ là hoạt động 3, 4. Vậy thì có thể là phần speaking sẽ kéo dài khoảng 2 cho đến từ 1 cho đến 2 hoạt động tùy bài. Từ 1 cho đến 2 hoạt động tùy bài. Các thầy cô có thể thấy ở trên màn hình đang miêu tả. Và tiếp tục 3 bài còn lại của sách tập 1 là bài 4, bài 5 và bài 6 cũng sẽ tương tự. Có thể phần speaking sẽ là hoạt động số 3, có thể sẽ là hoạt động số 4, số 5 và cũng chỉ có tối đa là 2 hoạt động và ít nhất là 1 hoạt động cho phần speaking. Qua quyển sách tập 2, các thầy cô là bài 7, bài 8, bài 9. Các thầy cô cũng sẽ thấy cái điều tương tự xuất hiện ở trên màn hình. Đó là các cái phần speaking cũng sẽ nằm ở các cái vị trí, ở các cái task, ví dụ như là 3, 4 hoặc là 5. Thì các thầy cô có thể thấy 3, 4 hoặc 5 mà các thầy cô có thể thấy. Kế tiếp nữa là 3 bài còn lại, 3 bài còn lại của sách tập 2 thì cũng sẽ làm điều tương tự, đó là đa phần sẽ là bài 4 và bài 5. Các thầy cô thấy là bài 4 và bài 5. Vậy thì là chúng ta có thể tóm lại thấy cái phần speaking này theo sau cái phần reading sẽ có từ 1 cho đến 2 hoạt động. Các thầy cô từ 1 cho đến 2 hoạt động. Hay chúng ta nói là 1 hoặc 2 cũng được hoạt động xuất hiện ở trong cái phần speaking skills này. Như vậy thì chúng ta sẽ dạy tích hợp hai kỹ năng reading và speaking trong cái phần skills 1 của sách Global Success. Các thầy cô bây giờ là chắc chúng ta cũng có thể làm một cái game nhỏ nhỏ đầu giờ
để chúng ta thực hành cái phần skill này với thầy cô. Xin mời với thầy cô chúng ta lại thực hiện như sáng hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện là join my quiz cô. Thầy cô cho em một tí. Các thầy cô dùng điện thoại di động và chúng ta cũng sẽ dùng cái trang web là joinmyquiz.com để chúng ta chơi trò chơi chiều hôm nay. Các thầy cô chờ một chút, sẽ chuyển qua cái màn hình để các thầy cô có thể lấy mã code. Joinmyquiz.com. Đúng rồi, có một thầy cô đã chia sẻ. Xin mời các thầy cô nhập mã code ở trên màn hình. Mã code mà các thầy cô sẽ thực hiện vào chiều hôm nay sẽ là 461536. 461536, các thầy cô. Joinmyquiz.com. Nhiều quá các thầy cô. Thầy cô phần quà chiều hôm nay sẽ là sách giáo viên và các slide PowerPoint dành cho cái tiếng Anh lớp 6 bộ Global Success tập 1 để các thầy cô có thể tham khảo trước. Chờ chờ một chút coi coi là có vô đông hơn được nữa. Có hai cô giơ tay, có hai thầy hoặc là cô giơ tay. Thầy cô muốn phát biểu hay thầy cô hay sao? Cái thầy cô có thể gõ vào chat box. Cô Châu Lâm, cô Diệp. Chắc là chúng ta bắt đầu được rồi, cái thầy cô đã trên 200 người rồi. Thì chúng ta có thể bắt đầu cái thầy cô. Thank you.
một phút nữa là hết giờ vậy các thầy cô. Khoảng một phút nữa là chúng ta có thể hết giờ. Dạ, và đây là danh sách của chiều ngày hôm nay. Chúng ta thấy có rất là nhiều thầy cô đúng 66%. Thôi thì các thầy cô sau để lại email giúp em. Đó là đầu tiên là cô hay thầy gì đó là Long Hồ Thanh Võ, Hiền Nguyễn, Mây Hạnh, Emily, Ngọc Ngân, cô Mai, trường trung học cơ sở Thanh Tân, thầy Cường, cô Hoa Mai. Đây các thầy cô 11 thầy cô sau đây để lại địa chỉ email giúp em ha. Các thầy cô, tức là chúng ta đi sơ qua các cái câu hỏi này rất là nhanh. Câu hỏi đầu tiên họ hỏi chúng ta là student. Câu hỏi đầu tiên các thầy cô là getting students to read aloud is a useful way of making them understand what they are reading. Đối với cái câu này thì thường chúng ta có thể cho học sinh đọc lớn ở trong lớp. Tuy nhiên đọc lớn ở trong lớp là một cái cách để giúp cho giáo viên kiểm tra xem coi học sinh có phát âm đúng hay không. Chứ mà đọc lớn một cái đoạn văn bản thì ít khi học sinh hiểu được cái đoạn văn bản đó nói gì. Cho nên chúng ta cũng có thể chú tâm đến cái phần này. Một cái cách khác mà giáo viên thực hiện cái phần đọc lớn ở trong lớp là bởi vì là để cho các em có thể theo dõi bạn của mình và tránh làm việc riêng đó. Cho nên các thầy cô hay gọi các em đọc lớn một vài câu ở trong cái đoạn văn bản. Tuy nhiên này các thầy cô cũng nên chú ý là đọc lớn một cái đoạn văn bản thì thường là học sinh sẽ không có hiểu cái đoạn văn bản đó đang nói gì. Kế tiếp nữa là when we read, our eyes are constantly moving from letter to letter and word to word. Vậy là lúc mà đọc thì không có ai đọc từng ký tự cho đến từng từ cả, mà có thể là họ đọc cùng một lúc là vài dòng. Và chúng ta đọc rất là nhanh, cho nên là thông thường thì khi mà đọc thì mắt chúng ta thường là sẽ không di chuyển theo cái đường hướng này. Mà chỉ khi nào mà các thầy cô cần đọc một cái đoạn văn bản mà các thầy cô dò hay là tìm kiếm các cái dữ liệu nào mà quan trọng lắm thì mới đọc từng từ một. Kế tiếp, students don't learn much from reading things like timetable, recipes and directories. Đối với những cái dạng văn bản này các thầy cô, đọc là một cái kỹ năng để học sinh lấy thông tin, cho nên tất cả các cái dạng văn bản mà chúng ta cho học sinh đọc thì đều là cung cấp thông tin cho học sinh, cho nên học sinh đều có thể học được hết. Cho nên câu này là false các thầy cô. Kế tiếp, is it helpful to use a dictionary to find the meaning of old new words? Đối với tất cả các từ ở trong bài mà học sinh có thể biết hết nghĩa mà bằng cách là tra từ điển thì học sinh sẽ không phát triển được kỹ năng là đoán nghĩa trong ngữ cảnh, gọi là contextual guessing các thầy cô. Cho nên là câu này là false các thầy cô. Kế tiếp, if I get my students to think about a topic before they start reading and try to predict what the text is about, they find the text easier to understand. Vậy thì nếu mà cho học sinh đoán cái thông tin của bài đọc thì là giúp cho học sinh có cái động lực để đọc. Để đến khi mà học sinh đọc bài đọc thì học sinh cố gắng tìm cái thông tin coi là cái nội dung đó có trùng lắp với cái mà mình đoán ở trong cái phần pre-reading hay không. Thì câu này là true với cái này cô. Kế tiếp, câu số 6, student don't need to be aware of the reading sub-skills like skimming and scanning. Thật sự thì các cái kỹ năng mà ví dụ như đọc dò hay là như đây là đọc lướt, các thầy cô là skimming và scanning là đọc dò, thì các thầy cô khi mà dạy học sinh đó, chúng ta sử dụng các cái khái niệm này thì nó quá xa lạ đối với học sinh. Đa phần thì học sinh đó chỉ biết là đọc nhanh để lấy thông tin hay là đọc chậm để tìm thông tin của từng câu. Và thường các cái chữ như là đọc dò hay là đọc lướt thì sẽ rất là xa lạ với học sinh. Học sinh sẽ không cần để biết các cái kỹ năng này. Học sinh chỉ biết là dùng thời gian đọc như thế nào và cái cách di chuyển trên trang giấy như sao thôi. Kế tiếp câu số 7, thì cô when reading in a foreign language, we mentally translate everything in order to understand. Vậy thì đọc ở một cái ngôn ngữ mà chúng ta phải mentally translate, thì cô có nghĩa là dịch tất cả mọi thứ.
À, dịch tất cả mọi thứ, câu này là false. Cái câu trong đầu mà lúc chúng ta đọc bộ đoạn văn bản đó, thì ít khi mà chúng ta dịch hết tất cả các nội dung của đoạn văn bản đó ra. Câu số 8 là the lack of cultural knowledge may affect the rate of reading comprehension. Vậy thì cái độ đọc hiểu của chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái kiến thức văn hóa xuất hiện ở trong bài. Ví dụ như có các cái yếu tố về văn hóa, ví dụ như hồi nãy các thầy cô thấy là ở cái đoạn Getting Started chúng ta có những cái như là tuần châu, Biggest Island in Hạ Long Bay, for example, hoặc là chúng ta có những cái chữ như gành đá đĩa, thì hoàn toàn là nó xa lạ đối với người bản ngữ. Với các thầy cô, đối với người bản ngữ sẽ đọc đến các cái nội dung đó sẽ không hiểu là các cái nội dung đó đang nói có phải là cái Wonders of Việt Nam hay không. Cái đó là cái cultural knowledge. Kế tiếp thầy cô, reading is an individual activity. Câu này chính xác là câu đúng thầy cô, dù rằng chúng ta cho học sinh kiểm tra các cái câu mà học sinh làm cho các cái hoạt động reading comprehension theo cặp hoặc là theo nhóm, tuy nhiên là để học sinh làm được các cái câu đó thì học sinh phải làm việc cá nhân chứ không có nhờ bạn mình đọc giùm mình cái câu đó được. Tức là học sinh phải đọc trước để tìm ra đáp án và sau đó dò lại với bạn mình hoặc là dò lại theo nhóm, thì cái đó là cái hoạt động cá nhân. Thì câu này là true. Và cuối cùng là the ultimate goal of reading is to, mục đích cuối cùng của cái việc dạy đọc hiểu ở lớp là học sinh phải hiểu cái văn bản mà học sinh đang đọc. À, cái đó là đáp án A các thầy cô. À, đó là 10 câu hỏi mà chúng ta thực hiện. Qua tới câu 11 các thầy cô. Một cái bài đọc reading thì được chia làm mấy giai đoạn? Thì thông thường khi mà chúng ta soạn giáo án trước đây thì một bài reading ấy, chúng ta sẽ soạn thành 3 giai đoạn các thầy cô. Là three stages, chúng ta sẽ soạn là pre, while and post, before you read, while you read and after you read. À, kế tiếp câu 12. According to the new English textbook at lower secondary level, reading is taught in close integration with. Chúng ta dạy kỹ năng đọc với kỹ năng gì? Đó là speaking skills. Với thầy cô, cái này thì quá rõ rồi. Nhưng mà vẫn có 35 thầy cô nói là dạy đọc với communication. Tiếp tục, which of the following is not the purpose of pre-reading stage? Ở phần pre thì chúng ta làm hết tất cả các yếu tố như sau. Cho học sinh đoán, cho học sinh nói về các cái kiến thức mà học sinh biết được về cái bài đọc, hoặc là dạy từ vựng cho học sinh, nhưng chúng ta không bắt học sinh dịch nguyên cái bài đọc này ra tiếng Việt ở cái phần pre. Chúng ta có thể làm cái phần dịch ở phần post cũng được. Kế tiếp các thầy cô, câu số 14 là before student read the text they may. Vậy là một trong những cái hoạt động pre đó có thể là hoạt động brainstorming các thầy cô. Vậy là học sinh sẽ động não về cái chủ đề đó, cho thêm cái ý kiến của học sinh về chủ đề đó. Câu 15 là ở trong phần while thì giáo viên sẽ làm những cái hoạt động gì ngoại trừ, có nghĩa là câu sai. Thì thông thường là chúng ta hay kêu học sinh kiểm tra cái prediction ở phần pre có đúng hay không. Chúng ta hay hỏi học sinh là câu 1 là gì, câu 2 là gì, câu 3 là gì để các em tập trung đọc bài. Chúng ta hay nhắc học sinh là các em có 1 phút để tìm ra câu hỏi cho bài này, các em có 5 phút để tìm ra câu trả lời cho 5 câu hỏi này. Đó là các cái reading strategies, các thầy cô, các cái kỹ thuật đọc khác nhau của học sinh. À, tuy nhiên là phải khi học sinh đọc hết rồi thì chúng ta mới kêu học sinh là summarize key sections or events. Thì thường là cái phần này sẽ xuất hiện ở cái phần sau cùng, cái phần cuối cùng của cái công đoạn mà kiểm tra đọc hiểu cho học sinh. Cái đó là 15 cái câu hỏi về đọc hiểu mà chúng ta vừa mới thực hiện để hiểu rõ thêm về cái cách thức chúng ta luyện tập kỹ năng đọc cho học sinh trong cái phần skill one cái này cô. Cũng xin trở lại màn hình chính của cái buổi ngày hôm nay. Thì vừa rồi cũng đã chia sẻ cho các thầy cô về cái nội dung của skill one. Bây giờ chúng tôi có thể tiếp tục cái nội dung của skill one ở cái phần speaking để các thầy cô có thể hiểu rõ hơn. Vậy thì đối với cái phần speaking các thầy cô, thì phần speaking là nhằm mục đích để phát triển cho học sinh gọi là rộng thêm, nhằm để luyện tập cái kỹ năng nói của học sinh. Tại sao chúng ta gọi là further practice các thầy cô? Tại sao chúng ta gọi là further practice? Lý do chúng ta gọi là further practice là bởi vì theo cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì cái phần speaking và listening phải chiếm 60% thời lượng của chương trình. Cho nên là cái phần communication được đưa vào có sự tích hợp của listening và speaking để tăng cường cái kỹ năng nghe và nói cho học sinh để đạt tới cái mục đích là 60%.
Ở đây là một cái bài mẫu các thầy cô mà chúng ta sẽ phân tích cho Skill 1. Xin mời các thầy cô chúng ta lật sách tập 1, sách giáo khoa tập 1 Global Success để chúng ta nghiên cứu bài này. Bài này là bài số 4 ở trong sách giáo khoa. Xin mời các thầy cô lật ra để chúng ta cùng quan sát chung. Trong thời gian chờ đợi thì các thầy cô có thể xem qua các cái nội dung này. Và các thầy cô nhận xét là cái cấu trúc của bài cũng như là các cái cách thức thực hiện. Các thầy cô có thấy là nó có khác gì so với trước đây hay không? Có những cái gì mà các thầy cô thấy là cần bổ sung thêm, mời các thầy cô gõ vào chat box. Xin mời các thầy cô thảo luận trong vòng vài phút để chúng ta có thể tiếp tục. Cô sáng này bạn admin đã lấy địa chỉ email các thầy cô rồi, các thầy cô cũng có thể để lại cho chiều hôm nay. Các thầy cô có thắc mắc các thầy cô gõ vào chat box giúp em. Nếu các thầy cô không có thắc mắc thì các thầy cô có thể gõ các cái nhận xét của các thầy cô về phần skill 1 này để chúng ta có thể thảo luận chung. Cái phần thảo luận này chỉ là gợi ý các thầy cô, đương nhiên là mỗi thầy cô lên lớp thì sẽ có các cái kỹ thuật khác nhau. Các thầy cô có thể thấy các cái hoạt động được chia ở trong đó. Em cũng xin chia sẻ với các thầy cô là các cái hoạt động như sau á, là theo tinh thần của quyển sách thì các thầy cô sẽ chia đều thời gian, có nghĩa là reading thì các thầy cô sẽ dạy khoảng 20 phút, speaking cũng sẽ là 20 phút, chúng ta có 5 phút để wrap up cho cả hai phần. Thầy cô có 5 phút để tổng kết và giới thiệu đầu giờ chẳng hạn, vân vân. Đó là gọi là hướng dẫn chung. Tuy nhiên các thầy cô cũng có thể thay đổi tùy vào cái nội dung. Các speaking có model example hay không? Model example là xuất hiện ở trong reading. Các thầy cô model example là sẽ xuất hiện ở trong reading. Và học sinh cũng không nói nhiều đâu cô ạ. Học sinh nói nhiều, nói chỉ có một vài câu thôi, cho nên là model example sẽ xuất hiện ở trong reading, hoặc là các thầy cô có thể cho các cái model example ở trong sách giáo viên, nhưng mà sách giáo viên có cung cấp với các thầy cô. Ở đây có các thầy cô đã gõ vào là 1, 2, 3, 4, 5 sẽ dạy theo trình tự. Các thầy cô nói là sẽ hướng dẫn theo trình tự 1, 2, 3, 4, 5 đầy đủ. Còn nữa không các thầy cô? Có 11 người mà em thấy các thầy cô để lại email nhiều quá. Em chép không kịp luôn đó thầy cô ạ. Các thầy cô có thể thấy ở đây là có cô Phương á, hướng dẫn là chúng ta describe the picture, can spot three, while là correct exercise to three post là student blog, là câu chuyện của học sinh. Cảm ơn cô, em cũng nghĩ như vậy. Tiếp các thầy cô. Thầy cô để lại email nhiều quá. Thầy cô để lại một lần thôi. Vì chúng ta có 11 người mà các thầy cô để thành 22 người. Thầy có thể gợi ý hoặc dạy từ trong các phần reading được hay không? Chút nữa chúng ta sẽ có cái phần dạy từ trong phần reading các thầy cô. Chắc là ở đây các thầy cô nói là 4, 1, 2, 3, 5.
4, 1, 2, 3, 5 các thầy cô. Chúng ta có thể kiểm tra lại 4, 1, 2, 3, 5. Có thể sẽ không phù hợp lắm. Đúng các thầy cô, 4, 1, 2, 3, 5. Bởi vì đây các thầy cô chúng ta sẽ mở ra cái phần reading. Đấy, các thầy cô, hoạt động số 4 sẽ là hoạt động speaking about your neighborhood. Có thể sẽ thực hiện là hoạt động số 4 này nó sẽ gắn liền với hoạt động số 5. Chúng ta sẽ phải thực hiện hỏi học sinh một vài câu, ví dụ như where do you live? What do you like about it? What do you dislike about it? Thì học sinh sẽ điền vào trong các cái ô này. Chúng ta làm mẫu cho học sinh. Cho nên là cái phần này nếu mà các thầy cô muốn thực hiện như là một cái phần gọi là chatting với học sinh và cho học sinh nói với nhau trước khi học sinh bước vào bài đọc, thì các thầy cô có thể thực hiện hết cái hoạt động 4 và 5. Chứ là chúng ta không 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 thực hiện rời rạc, chúng ta không thực hiện một cái hoạt động số 4. Mà chút nữa chúng ta mới làm hoạt động số 5 thì nó bị trễ. Với các thầy cô. Bởi vì nếu mà các thầy cô thực hiện hoạt động số 4 thì các thầy cô cũng sẽ phải hỏi học sinh là where do you live thì học sinh mới biết được cái chữ neighborhood, đúng không? Và sau đó các thầy cô vẫn hỏi là what do you like about it thì học sinh mới điền vô cái ô này. What do you dislike about it thì học sinh mới điền vô cái ô dislike. Cho nên nếu mà các thầy cô thực hiện warm up mà sử dụng hoạt động số 4 thì các thầy cô sử dụng luôn hoạt động số 5, đúng không các thầy cô? Các thầy cô sử dụng hoạt động số 5 luôn. Còn nếu mà các thầy cô như hồi nãy các thầy cô chia sẻ đó, các thầy cô sẽ đi từ 1 cho đến 5 luôn, là từ đầu tới cuối. Các thầy cô, nếu mà các thầy cô có sử dụng cái hoạt động speaking thì các thầy cô cũng cân nhắc là xài một lượt cả hai hoạt động 4 và 5. Bởi vì cả hai hoạt động đó nó liên đới với nhau. Tức là không có một cái hoạt động nào mà ok hoạt động còn lại. Các thầy cô, giờ tới thì chúng ta vào cái phần reading, chúng ta có thể sử dụng cái picture như là một thầy cô đã hướng dẫn. Ok, so look at the picture, everyone. Do you know what city it is? Ok, so is it a coastal city? Is it a coastal city? Or is the city near the sea? Is it a city for tourists? Is it a city for tourists? Ok, so is it Đà Nẵng City, everyone? Chúng ta dẫn dắt từ từ cho đến khi học sinh biết được cái mà chúng ta đang đề cập, đây là Đà Nẵng City. Ok, everyone, so now today we're reading a text about Đà Nẵng City, which is Khang neighborhood, Everybody look at the text in your textbook. What is it? What are you reading? It looks like you are reading from your computer, right? It looks like you are reading from your computer. And is it a blog? Everyone, a blog? Do you know a blog? That's a personal web page that people often write on it. Okay? So everyone, now look at exercise number one. So this time, and then you have to read Ken's blog. Look at the words in the box and find them in the text. Okay? Before you find the words in the text, look at the text, everyone. How many paragraphs do we have? How many? This is one, right? How about this? Two, right? And how about this one? Three. Okay, so we have three paragraphs. Everyone, we have three paragraphs. Okay, so read the text quickly and find out these words. Okay, one, two, three. Quickly read the text. You have three words, so you have 15 seconds to do so. Okay, time's up, everyone. So the first word,
Suburb, where can you find the word suburb, everyone? Suburb, it's in the first paragraph. Okay, so everybody read the whole sentence. Read the whole sentence, everyone. I live in the suburbs of Đà Nẵng City. Okay, class, repeat, suburb. Okay, so everybody, so does can live inside or outside Đà Nẵng City? The second question, so does can live in the city center, everyone? In the city center, yes or no? In the city center of Đà Nẵng City? No, he doesn't. He's not living in the center of Đà Nẵng City. Okay, so that is supper, and then we'll translate for the student. Ở vùng ngoại ô. Okay, so the second word, everybody, the second word. So this word, right, dislike. Can you find the word dislike? Everyone, can you find the word dislike? Here. Okay, dislike. So read the whole sentence, everyone. There are two things I dislike about it. I dislike about it. Okay? So, look at the whole paragraph 1 and 2. Okay? Tell me, does Ken like the streets in Đà Nẵng City? Does Ken like the streets? Yes or no? No, right? Does Ken like the modern buildings and offices? No, he doesn't. No, he doesn't. So like and dislike here is not like. Okay? The next word, everyone. So which paragraph is it? So that's it in paragraph 2, line 1. Okay? Okay. Everybody, read the whole sentence. It's great for outdoors activities because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather. Okay, so where can you find the parks? Sandy beaches. Where can you find the parks? Sandy beaches. Inside or outside the house? Inside or outside the house? Outside the house, right? Is it out to the nature? Is it out to the nature? Yes. Is it out to the nature, everyone? So outdoor here means out to the nature. Ngoài trời. Ngoài trời. Vậy là chúng ta có thể thực hiện các cái hoạt động dạy từ vựng như vậy, các thầy cô. Bên cạnh nữa các thầy cô, ở đây là tại vì trong sách họ yêu cầu chúng ta sẽ dạy từ vựng trong ngữ cảnh, cho nên chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Tuy nhiên, em cũng xin nói thêm một phần nữa để các thầy cô có thể hiểu là đối với một cái đoạn văn bản mà các thầy cô đang dạy cho học sinh mà ở cái khu vực mà học sinh còn đang yếu, mà trên một đoạn văn bản mà học sinh không biết mà hơn 5 từ, các thầy cô có nghĩa là ba đoạn văn này mà học sinh không biết hơn 5 từ, thì chúng ta không thể thực hiện được cái phương pháp như em đâu. Mà các thầy cô phải bắt buộc phải dạy từng từ hoặc là dạy cho học sinh biết được cái đoạn văn bản đó, để cái số lượng từ vựng của các em phải gọi là không biết ở trên cái đoạn văn bản này là dưới khoảng tầm chừng là không biết khoảng 5 từ hoặc là dưới 5 từ, thì chúng ta mới thực hiện là cho học sinh đoán nghĩa ở trong ngữ cảnh. Bởi vì nếu mà học sinh cái số lượng từ vựng của học sinh quá ít thì làm sao học sinh có thể đoán nghĩa ở trong ngữ cảnh được. Cho nên là đoán nghĩa ở trong ngữ cảnh chỉ khi nào mà học sinh có cái số lượng từ vựng vừa đủ để học sinh có thể gọi là đoán nghĩa ở trong ngữ cảnh. Các thầy cô cũng lên có thể để ý như vậy. Đúng rồi cô Anh Đào, các thầy cô thể để ý đến như vậy, có nghĩa là chúng ta áp dụng cái nguyên tắc mà hướng dẫn học sinh về đọc hiểu, hay người ta còn gọi là finger rules, có nghĩa là khi mà chúng ta giới thiệu một cái đoạn văn bản mà cho học sinh đọc á, thì chúng ta có thể tính theo cái nguyên tắc là finger rules, có nghĩa là năm từ cho một đoạn văn bản. Vậy là nếu một đoạn văn bản mà học sinh mà không biết hơn 5 từ,
thì chắc chắn là cái đoạn văn bản đó là chưa chưa phù hợp với học sinh, bởi vì là học sinh đọc ở đây là để lấy thông tin và luyện tập kỹ năng đọc. Cho nên là nếu mà chúng ta mà dạy theo cái hướng mà học sinh tự tìm tòi, các thầy cô là exploratory teaching á, thì sẽ rất là nguy hiểm. Có nghĩa là học xong là có thể có những em đọc xong không biết cái bài đó là gì, hoặc là nhìn qua bạn kế bên để coi coi đáp án của bạn là gì. Cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận với cái phần mà dạy từ vựng mà dựa trên ngữ cảnh với các thầy cô. Cái đó em cũng sẽ nói thêm như vậy để các thầy cô có thể tham khảo. Ngoài ra các thầy cô chúng ta cũng có thể thực hiện như trước đây, các thầy cô dành một cái khoảng thời gian đầu giờ để các thầy cô có thể dạy từ vựng là pre-teach vocabulary, dạy lại những cái từ mà mới hơn so với cái phần ở Clip 1 với các thầy cô, hoặc là cái Getting Started mà chúng ta đã dạy ở tiết 1. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước vào cái phần đối với học sinh yếu đó, em có nói rồi đó, các thầy cô sẽ thực hiện là dạy lại từ vựng. Đương nhiên là các cái từ mà ở trong cái phần ở Closed Loop 1 thì học sinh phải nhớ rồi. Bởi vì nếu mà học sinh không nhớ các cái từ ở trong cái phần ở Closed Loop 1 á, thì là chúng ta cũng cũng không có dạy lại ở trong cái phần Reading. Bởi vì chúng ta đã thực hiện cái phần đó ở trong ở Closed Loop 1 rồi. Và nếu mà các thầy cô đã dạy từ trong ngữ cảnh ở cái phần Getting Started thì các thầy cô cũng không có đưa lại cái phần Reading này để dạy lại. Dù rằng là các em yếu thì chúng ta có thể khẳng định là yếu, tuy nhiên các thầy cô đã dạy ở các cái phần trước rồi thì là hiển nhiên phần này chúng ta không nhắc lại. Nhiệm vụ của các em yếu là phải cố gắng học, còn hoặc là chúng ta có thể dùng các cái phương pháp gì khác để bắt các em học. Chứ mà chúng ta cứ dạy lại liên tục như vậy là chúng ta sẽ không đủ thời gian. Cho nên là nếu mà các em yếu không có nghĩa là chúng ta dạy lại, mà các em yếu có nghĩa là chúng ta sẽ dạy thêm những cái từ mà mới so với các em đó ở các cái bài trước, nhưng chúng ta sẽ không có dạy lại những cái từ mà các bài trước đã dạy rồi, bởi vì các bài đã có chia thời lượng rõ ràng. Kế tiếp với thầy cô, thì đối với cái hoạt động đó chúng ta vừa mới làm xong, thì các thầy cô sẽ tiếp tục qua cái hoạt động số 2 các thầy cô. Ok everybody, so now it's time for you to read Ken's blog very quickly and find out the words likes and dislikes in the passage. Vậy thì bây giờ học sinh sẽ phải quay lại tìm chữ like và dislike các thầy cô ở trong bài. Chúng ta cũng sẽ hướng dẫn học sinh luôn các thầy cô, và học sinh sẽ có khoảng thời gian khoảng tầm chừng 30 giây để làm hoạt động này, bởi vì chúng ta vẫn muốn học sinh tìm thông tin rất là nhanh ở trong cái hoạt động này các thầy cô. Và chúng ta quay lại cái bài blog. Ở đây chúng ta sẽ có các cái từ như là like. Đây các thầy cô, Where can you find the word like, everyone? Here? How many things, everyone? How many things? Many things, okay? Can you tell me many things in the passage? 20 seconds for you to do so, okay? Dislike. Can you find it? Paragraph number 3 again. You can find it very quickly. How many things? How many things? 2 things, okay? So you have 20 seconds to do so. Vậy là chúng ta cho học sinh khoảng vài phút để làm. Đoạn văn này cũng ngắn thôi, thì các thầy cô có thể đếm số dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dòng các thầy cô. Cái đoạn văn bản này cũng ngắn thôi. Thì sau khi mà sửa cho học sinh thì chúng ta cũng sẽ cho học sinh đọc từng ý một. Ok, so there are many things I like about my neighborhood. Ok, so what are they? Kêu một bạn đọc trước. It's great for outdoor activity. Ok, so that's the number 1. What else? There's almost everything I need here. Okay, so that is number 2. Okay, what else? The people here are friendlier. Let's see, number 3. Okay, anything else? The food is better. Okay, so that's number 4. So how many altogether, everyone? 4. Okay, so many. Many things I like about my neighborhood. How about this line? Nominate one student, okay? So that is modern buildings and offices, okay? One. And the last one, everyone. The streets are busy and crowded, okay? So that's it. Two.
Okay, we count again. One, two. So two things I dislike about my neighborhood. Can you copy in your notebook? Sau đó chúng ta sẽ cho học sinh thời lượng để học sinh chép lại vào trong tập. Okay, so this is like and this is dislike. Và sau đó các thầy cô có thể cho học sinh lên bảng viết đáp án. Ở đây nó đây là cái phần đáp án gợi mở, các thầy cô có thể gõ đáp án vào đây để cho học sinh kiểm tra cũng được các thầy cô. Tùy vào các cách thầy cô sửa bài, em gõ đại trên đây để các thầy cô có thể thấy. Sau đó chúng ta trở lại cái hoạt động kế tiếp. Okay, everyone, so now I would like you to read the text again one more time. So this time you have to answer the four questions here. Các thầy cô cho học sinh đọc lại. Okay. So ở cái phần này là kỹ năng scanning các thầy cô. Đối với kỹ năng scanning thì chắc là các thầy cô cũng quá quen rồi. Chúng ta thực hiện với second keyword và question word cho học sinh. Okay, where? You find where the place, right? Neighborhood. Okay, find the text for me. Okay, the second question would be why? Great outdoor activity. Okay, tell me. So, how can you answer the question why? Vậy là câu hỏi why sẽ trả lời như thế nào? Học sinh sẽ phải kiếm một cái nội dung nào mà có chữ gì các thầy cô? Ở đây chắc là các thầy cô phải gợi ý cho học sinh luôn. Học sinh phải kiếm một cái nội dung để trả lời có chữ là because. Và chắc chắn học sinh phải kiếm một cái chữ để trả lời có là because các thầy cô. Okay. So, question 3 and 4 are the same. Question 3 and 4 are the same, everyone. So, one student, call one student. Các thầy cô gọi một em hỏi. Okay, what is the weather like today? What is the weather like today? Em học sinh đó phải trả lời là it's rainy, it's hot, it's hot and sunny. Nếu mà em đó không trả lời được cái câu hỏi đó thì chắc chắn chúng ta phải dạy lại cái cấu trúc này các thầy cô. Đó là what is like. Or I can say how is the weather today? So that's the question number 4. Okay? So you have to tell me an adjective. You have to find an adjective for question 3 and 4. Okay? So read the text again and then find the answer to these four questions. You have 4 minutes to do so. Các thầy cô có thể cho 4 phút. 4 minutes to do so or 40 seconds. Các thầy cô cho 40 giây cũng được. À, tùy vào cái thời lượng các thầy cô cho học sinh để học sinh làm. À, sau khi mà học sinh vào bài đọc thì học sinh sẽ xác định các cái keywords mà các thầy cô đã hướng dẫn cho học sinh. À, vậy thì học sinh sẽ quay lại cái bài đọc này các thầy cô và học sinh sẽ phải xác định cái keyword xuất hiện ở trong bài đọc lại một lần nữa. À, ví dụ như là hồi nãy chúng ta có câu hỏi là where's Ken neighborhood? Where's Ken neighborhood? Vậy thì học sinh sẽ phải kiếm được where đấy các thầy cô. Và cái chữ quan trọng ở đây là neighborhood. À, và nếu mà học sinh đọc kỹ ở cái phần đầu tiên thì học sinh có thể nhanh chóng trả lời luôn. Đúng các thầy cô. Kế tiếp nữa là hồi nãy ở trong bài là why, là mình đã hướng dẫn học sinh có chữ because. Ok, crate for outdoor activity là học sinh phải kiếm chữ crate nè, outdoor activity. Bởi vì lớp 6 là chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh dần dần để lên lớp 7, những cái từ này nó sẽ được paraphrase. Và học sinh sẽ luyện tập cái kỹ năng đọc của mình, dần dần nó sẽ nâng cấp hơn. Hiện tại thì các cái từ này nó y chang như trong các cái câu hỏi, cho nên là học sinh không phải gọi là tư duy nhiều, nhưng mà đến khi mà các cái cấp cao hơn thì học sinh phải tư duy cao hơn. Ví dụ như ở đây create for outdoor activity because, đúng không? Vậy học sinh sẽ trả lời cái phần đằng sau. Kế tiếp cái thầy cô, câu hỏi kế tiếp hồi nãy ở trong kia là gì cái thầy cô? What how are the streets, đúng không thầy cô? Vậy thì học sinh sẽ kiếm tính từ. Ở đây học sinh sẽ kiếm chữ streets mà hồi nãy chúng ta đã nói rồi. Đó là busy and crowded. Hồi nãy, what are the people like? Đúng không các thầy cô? Vậy là hồi nãy chúng ta có chữ people, đây là friendlier. Đúng không các thầy cô? À, cô Ngọc Hà hỏi học sinh có thể làm việc theo cặp hay không? Học sinh có thể làm việc theo cặp các thầy cô. Tuy nhiên là như em đã nói với các thầy cô, đó là individual activity. Các thầy cô hãy dành cho học sinh từng em đọc khoảng 40 giây cho đến 1 phút cho các cái câu trả lời này, và sau đó học sinh có thể discuss the answer with their partners.
có thể là sẽ thảo luận với bạn của mình về đáp án. Nhưng mà hiển nhiên là hai bạn mà đọc cùng một lúc thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra, trong đó là có những vấn đề là bạn còn lại chép lại bài của bạn kia luôn. Cái này cô hoặc là tương tự như vậy, đọc theo nhóm thì sẽ có những em là không có đọc gì hết. Đó là cái reading skills, nó có cái đặc trưng như vậy. Listening, cái này cô cũng tương tự như vậy. Listening thì các em cũng phải nghe riêng để kiếm được đáp án, sau đó có thể thảo luận với bạn mình. Tất cả các cái hoạt động mà nếu các thầy cô muốn work in pairs, work in groups đều theo sau các cái hoạt động nhằm mục đích sửa bài, các thầy cô nhằm mục đích sửa bài. Okay everybody, now look at exercise number 4. Look at exercise number 4. So is it the same as exercise number 2? Is it the same as exercise number 2? So where does Ken live? Where does Ken live? Again, where does Ken live? He lives in the suburbs of Da Nang City. Okay. So again, this is about your neighborhood. This is about your neighborhood. So tell me, where do you live? This is about your neighborhood. So tell me, where do you live? Vậy thì học sinh phải xác định được cái nơi của học sinh ở là ở đây, tiếp xuống các thầy cô. Okay. So, what do you like about it? Tell me, what do you like about it? What do you dislike about it? Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây. Các thầy cô, vậy thì các thầy cô đang làm mẫu cho một học sinh. Các thầy cô đang làm mẫu cho một học sinh. Thì thông thường khi chúng ta thực hiện modeling thì chúng ta sẽ chọn những cái bạn mà có cái khả năng tốt hơn những bạn còn lại để thực hiện làm mẫu. Và tới khi những cái bạn mà được gọi là muốn để các thầy cô nhận cái feedback thì các thầy cô sẽ cho học sinh những cái học sinh yếu hơn bắt đầu đưa đáp án từ các cái mẫu mà chúng ta đã làm mẫu cho học sinh. Vậy thì như vậy là bạn làm mẫu chung với chúng ta là bạn mà giỏi ở trong lớp, các thầy cô sẽ điền vào trong đây. Các bạn yếu hơn một chút sẽ quan sát các bạn giỏi của mình để làm theo cho nó giống với các thầy cô. Và cái hoạt động này học sinh sẽ điền trước cá nhân. Okay, so now work in pairs, everyone. So now work in pairs. Okay, so this time and then you look at the notes. Ask and answer what you like and dislike about your neighborhood. Vậy thì là mình sẽ hỏi bạn mình theo đúng cái model conversation này. Để dám chắc học sinh biết là học sinh sẽ phải hỏi bạn như thế nào thì các thầy cô sẽ tiếp tục mời một cặp. Các thầy cô sẽ tiếp tục mời một cặp xa lạ, ví dụ như cách xa nhau, một bạn là A, một bạn là B, nhìn vào notes của mình và sau đó sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Và tiếp tục chúng ta có thể model 2 lần và sau đó cho các bạn đó làm in pairs khoảng tầm chừng 5 phút và các thầy cô gọi random các cái cặp để feedback lại ở trong lớp. Các cái hoạt động speaking nó sẽ khá là nhẹ nhàng, nó cũng không quá nặng nề như chúng ta nghĩ. Và nếu mà chúng ta tiến hành như vậy thì chắc là khoảng thời gian 45 phút là sẽ kịp thời lượng để chúng ta giảng dạy ở trong lớp. Một cái ý nữa các thầy cô là có thể kịp thời lượng cho chúng ta là bởi vì cái lý do là cái bài đọc này các thầy cô cũng khá ngắn, các thầy cô có thể thấy cái độ dài của nó cũng khá ngắn. Đọc có mấy từ là đã hết rồi. Cho nên là nếu mà các thầy cô thấy là học sinh yếu thì chúng ta có thể tập trung và làm chậm hơn một chút. Chậm hơn một chút ở trong lớp. Thì như vậy thì cũng sẽ không 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 quá cái thời lượng mà chúng ta tính toán. Đối với cái hoạt động số 4 này thì đã có cái input từ hoạt động số 2, như là tác giả nói là cái phần mà reading sẽ làm input cho phần speaking. Thì khi mà học sinh đã làm bài tập số 2 này được rồi, dựa vào các cái từ vựng ở trong sách này, các thầy cô ví dụ như beautiful parks, sandy beaches, fine weather. Ví dụ như ở ở Bến Tre đó chúng ta cũng có biển. Nhưng mà chắc là học sinh sẽ không nói là sandy beaches đâu, bởi vì là biển của chúng ta thì chắc là sẽ không có những cái bãi cát trắng. Cho nên là nói như sandy beaches thì nhiều khi chúng ta cung cấp cho học sinh các cái thông tin nó cũng hơi 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 quá. Có thể học sinh sẽ có những cái input sẵn là beautiful parks,
với fine weather các thầy cô. Và thậm chí là dislike thì có thể học sinh sẽ nói là những cái từ khác xuất hiện ở trong cái phần vocabulary trước đó học sinh học, ví dụ như boring, quiet. Các thầy cô còn nhớ cái phần từ vựng của bài này không các thầy cô? Boring, quiet ở closer loop 1. Không nhất thiết là học sinh phải nói giống như trong đây, ví dụ như modern buildings and offices. Ví dụ như ở khu vực của mình nhiều khi cũng đâu có modern buildings and offices đâu mà để dislike, đúng không thầy cô? Hay là busy and crowded, có thể khúc của mình là đông quá thì mình không thích, nhưng mà cũng có những lúc là buồn quá cũng không thích. Đó là tùy vào học sinh. Narrow streets, như cô Lộc, cô Hà nói chẳng hạn, đúng không? Narrow streets. Hoặc là chúng ta có thể nhìn qua cái phần mà vocabulary mà học sinh học trước đây các thầy cô. Em có thể xóa cái phần annotate ở trên màn hình, các thầy cô có thể thấy rõ. Đây các thầy cô, ví dụ như ở đây có các cái từ như là quiet, hồi nãy học sinh học trong từ vựng. Hoặc là học sinh là boring, học sinh có thể xài lại những cái chữ này, các thầy cô, để cho cái phần closer loop, để cho cái phần mà reading học sinh luyện tập cái phần kỹ năng nói đó. Hoặc là học sinh cũng có thể sử dụng cái phần ngữ pháp ở đây này các thầy cô, nói về cái neighborhood, họ có so sánh về các cái city đó, học sinh cũng có thể sử dụng cái nguồn ngữ liệu ở đây. Hoặc là đây các thầy cô, ở tiết số 4 communication, đây communication asking and giving directions, nó có một cái đoạn giới thiệu về Hội An, có thể học sinh sẽ sử dụng thêm các cái từ mà học sinh biết về đường xá để học sinh nói, như là cô Hà nói là narrow streets, thì chúng ta có thể thấy đó là những cái ý mà học sinh có thể giao tiếp được ở cái bài tập số 5, nó tùy chỉnh thôi, đều đủ cái thời lượng của chương trình. Đó là chúng ta tiếp với thầy cô, nếu mà thầy cô có thắc mắc gì thầy cô cứ gọi vào chat box, thì tới cái phần mà trả lời các cái thắc mắc của thầy cô thì em sẽ trả lời. Kế tiếp với thầy cô, đối với cái phần skills 2 là tiết số 6 sẽ xuất hiện ở trong cái quyển sách tiếng Anh 6 Global Success, và skills 2 này chúng ta sẽ dạy tích hợp listening và writing. Đối với listening skill các thầy cô, thì là bởi vì các thầy cô đang quan sát sách học sinh thì không, các thầy cô vẫn chưa có sách giáo viên ở trên màn hình các thầy cô, thì em đã cắt cái phần tape script từ sách giáo viên cho quý thầy cô xem để quan sát. Cho nên là các thầy cô có thể quan sát từ trên màn hình giúp em luôn. Như cái phần tape script ở trên màn hình, các thầy cô có thể thấy là cái đoạn ghi âm mà học sinh nghe đó. Ở đây sẽ là monologue, có nghĩa là học sinh nghe một cái đoạn đọc thoại, một người nói, các thầy cô gọi là monologue. Thì đây sẽ là 82 từ. 82 từ mà các thầy cô bật băng thì chắc khoảng tầm chừng 40 giây là hết rồi. Nếu mà đọc chậm các thầy cô, đọc nhanh thì có khi còn nhanh hơn, khoảng tầm chừng 20 mấy giây thì sẽ hết. Đây có thầy cô bài số 2 cũng tương tự như vậy, cũng sẽ là một cái đoạn giới thiệu về Mai giới thiệu về A Townhouse in Hanoi, về cái trải nghiệm của Mai ở cái đoạn text script ngắn này các thầy cô, chỉ có 87 từ thôi. Qua tới bài số 3 thầy cô, bài số 3 ở đây thì sẽ có hai nhân vật là My và Minh. Nói về cái best friend của mình thì là 93 từ. Qua tới bài số 4 này cô, đây là một bài hội thoại giống như là cái phần Getting Started của hai nhân vật là Ken và Vi, là 89 từ. Và qua bài số 5 thì cô thấy là một cái bài giới thiệu về Phú Quốc, một cái bài giới thiệu về Phú Quốc có 84 từ thôi ở trên màn hình. Và bài số 6, các thầy cô cũng có thể thấy là một bài giới thiệu ngắn đọc từ một cái bức thư gửi cho Tom, 81 từ. Như vậy thì các thầy cô có thể thấy là các cái đoạn văn bản nãy giờ chúng ta quan sát đều dưới 100 từ, đều dưới 100 từ. Đó là đối với cuốn tập 1. Bây giờ chúng ta qua quyển tập 2 các thầy cô. Quyển tập 2 thì bây giờ cũng sẽ là một cái đoạn ngắn giới thiệu về some interesting TV programs, là 92 từ. Và qua tới bài số 8 thì sẽ là một số các cái nhân vật giới thiệu, ví dụ như là Hải, Alice, sẽ là 92 từ. Và tới cái bài số 9 các thầy cô, sẽ có một cái bài mà nói về Bangkok các thầy cô, Bangkok,
is very famous for này các thầy cô. Và bài số 10 sẽ là quay lại hội thoại các thầy cô Nick Linder. Bài 11 sẽ là My và Nam. Bài 12 sẽ là Ken Adams. Như vậy các thầy cô sẽ thấy là ở trong cái chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 thì học sinh chỉ nghe có một là đọc thoại, hai là hội thoại thôi, là monologue hoặc là dialogue, thì chỉ nghe hai dạng đó thôi các thầy cô, chỉ nghe đúng hai dạng đó thôi. Thì đối với phần nghe thì chúng ta cũng thường cũng chỉ có hai dạng đó thôi, một là monologue, hai là dialogue. Cái chương trình TV hay thời sự gì chúng ta cũng đều gọi là monologue hết, cái đoạn văn đọc ra chúng ta đều gọi là monologue hết. Cái đoạn mà hai người interview lẫn nhau thì là dialogue. Thì nói tóm lại là cái yêu cầu về cái listening ấy, thầy cô của Bộ Giáo dục yêu cầu, cái thầy cô có thể lật ra trang 35-36 để xem. Thì họ có yêu cầu là sẽ cho học sinh nghe một cái đoạn ngắn từ 80 cho đến 100 từ. Và đối với cái số lượng từ mà đếm được ở trong sách, giáo viên từ bài 1 cho đến bài 12 thì đều thỏa mãn cái yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục về cái số lượng từ dành cho cái phần listening. Cho nên các thầy cô có thể thấy là các cái đoạn văn bản nó đều dưới 100 từ. Đều dưới 100 từ. Mà nếu mà dưới 100 từ các thầy cô thì thường các thầy cô nghe các thầy cô cũng sẽ không thích thú lắm đâu. Bởi vì là nó ngắn quá, chưa gì là hết rồi. Tức là chưa gì các thầy cô thấy là mới bật lên xong cái phải play lại một lần nữa. Tại vì có 80 mấy từ à, thì chắc khoảng mấy chục giây là đã xong, các thầy cô phải có khi bật tới bật lui trong mấy lần để cho học sinh nghe. Mà có một cái đặc điểm là dạy nghe á, mà các thầy cô mà bật tới bật lui mà nhiều lần á thì học sinh cũng chán nữa. Có nghĩa là nghe một lần, nghe hai lần thì cũng ráng nghe, nghe tới lần thứ ba, thứ tư là các thầy cô cũng chán, bật băng các thầy cô cũng chán mà học sinh cũng chán theo luôn. Cho nên có một cái đặc điểm của listening là có nghĩa là bật đi bật lại nhiều lần thì nó lại đâm ra là mất cái cảm hứng ở trong lớp học. Anh cũng sẽ để ý cái phần này kỹ lại một chút với các thầy cô. Ở cái phần dạy listening các thầy cô thì họ có cái lý luận là đối với cái phần speaking đã học ở trước đó thì học sinh có thể phát âm được các cái từ xuất hiện ở trong bài đọc, thì học sinh đã hiểu được cái phần âm của từ rồi, thì đến cái phần listening học sinh sẽ nhận dạng cái âm thanh đó xuất hiện ở trong bài nghe. Cái đó là cái lý luận của cái việc kết hợp giữa cái kỹ năng listening và writing, của kỹ năng listening và writing. Vậy thì đối với writing các thầy cô, đối với writing thì hồi nãy chúng ta cũng có thể quan sát như speaking, các thầy cô có thể thấy ở đây các cái bài tập writing thì đều là bài tập có thể là 3-4 hoặc là 4-5 tùy bài, các thầy cô 3-4 hoặc là 4-5 tùy bài. Và sẽ có một bài trước đó làm bài dẫn, gọi là hướng dẫn các thầy cô, để học sinh có thể làm được bài số 4, là bài cuối cùng mà học sinh viết một cái văn bản từ 40 cho đến 50 từ. Ví dụ như là bài số 3 này, học sinh trả lời được hết cái câu hỏi từ 1 cho đến 5, thì ghép lại hết tất cả các câu trả lời từ 1 đến 5, thì sẽ ra được cái đoạn văn mà học sinh cần viết ở bài số 4. Như vậy các thầy cô cũng sẽ thấy là cái điều tương tự ở bài số 2 và bài số 3. Và ở bài 1 thì học sinh viết đoạn văn, bài 2 thì học sinh viết một cái email, bài 3 thì học sinh viết một cái note. Các thầy cô thấy là các cái thể loại văn bản đa dạng và có mẫu sẵn để học sinh có thể điền vào. Tuy nhiên là học sinh không được viết vào sách, cho nên các thầy cô có thể kêu học sinh là hãy viết vào trong vở của mình. Sách thì không được viết vào. Đương nhiên là giáo viên có thể hướng dẫn học sinh vậy rồi, còn các em học sinh họ, các em nó muốn làm gì thì chắc là chúng ta cũng không kiểm soát được, cái thầy cô lớp đông quá. Lỡ các em có viết vào sách, chúng ta cũng không có thể biết được là các em có viết vào sách hay không. Chẳng lẽ bây giờ đi từng bàn, kêu học sinh lập ra coi là có viết vào sách hay không thì cũng hơi kỳ, đúng không các thầy cô? Chúng ta chỉ có thể quản lý được đúng ở trên cái phần trên lớp của chúng ta thôi, mà kiếm từng em một coi có viết vào sách không thì đúng là cả một vấn đề. Kế tiếp với bài số 4, số 5, số 6 thầy cô, thì các thầy cô có thể để ý cái bài như em nói, bài 3 sẽ là bài dẫn nhập cho bài 4 ha. Và cái số từ các thầy cô cũng có thể xem luôn là từ 40 cho đến 50 từ, không hơn các thầy cô.
Tương tự như vậy, bài 7, bài 8, bài 9. Cái này cô sẽ là viết đoạn, hoặc là viết một cái postcard, hoặc một cái note, hoặc là một cái email ngắn thôi, 50 từ. À, như vậy các thầy cô có thể thấy ở đây là bài cuối cùng là bài 12 là học sinh viết 60 từ nè. Còn từ bài 11 trở về trước là học sinh viết 50 từ hết. Vậy là học sinh yếu thì tới bài 12 sẽ phải viết khoảng được 50 từ. Còn học sinh giỏi hơn thì có thể viết lố cái số từ đó. Nhưng mà viết lố nhiều quá thì các thầy cô chấm thì mệt thôi. Cho nên ở cái phần writing đấy các thầy cô, đặc biệt là phần writing với speaking, các thầy cô có thể cho work in pairs hoặc là work in groups thoải mái. Bởi vì là học sinh có thể hỗ trợ nhau để viết. À, như vậy là đối với cái hoạt động speaking với writing ấy thầy cô, là chúng ta tùy thuộc vào giáo viên. Tức là giáo viên sẽ chú trọng đến quá trình, là bài tập số 3 các thầy cô. Hay là chú trọng đến sản phẩm, là bài tập số 4. Là học sinh có tạo ra được một cái đoạn văn từ 40 cho đến 50 từ hay không. Là product, là tùy thuộc vào cái mong muốn của các thầy cô. Các thầy cô nếu chú trọng đến là cái việc mà học sinh có các cái ý tưởng để viết được một cái sản phẩm thì đó là process approach. Còn nếu mà các thầy cô chú trọng đến cái sản phẩm cuối cùng mà học sinh nộp về cho các thầy cô là product approach. Nó có hai cái điểm chính như vậy. Các thầy cô, chắc là chúng ta cũng sẽ chơi một cái game nhỏ nhỏ để chúng ta lấy thêm người để nhận quà chiều hôm nay. Rồi các thầy cô, chúng ta try my quiz tiếp. Các thầy cô, try my quiz. Các thầy cô, game này rất là nhanh các thầy cô, có 70 giây thôi. Cho nên sẽ chờ các thầy cô vào, sau đó chơi cùng một lượt luôn. Mã của game này sẽ là 057212. Các thầy cô vào giúp em 057212. Chuyện lại chắc chưa? Thầy cô, joinmyquiz.com. Các thầy cô ở An Thành. Đây. Sau đó nhập mã 057212 các thầy cô. Đúng rồi. Em chờ, đang chờ tới 200 người để bắt đầu, có thể bắt đầu chơi. Bắt đầu nha các thầy cô. Thank you.
Đây cô có thể nhìn thấy bảng vàng của chúng ta, rất là nhiều người trả lời đúng 100% đang chạy qua trước mặt chúng ta. Để mới cho thấy là các thầy cô là cao thủ của việc dạy listening. 100% nhiều quá, thôi chúng ta sẽ ngắt ở đâu? Chúng ta sẽ ngắt ở số 10 đi các thầy cô. Xin mời các thầy cô để lại như sau. Thầy Long Hồ, cô Huyền, thầy Lê, cô Nho, cô Hiển, Carrot, cô Phương Trinh, cô Kim So, Forest, cô Khánh An, cô Vân. Xin mời các thầy cô để lại email ha. Các thầy cô, ở trong cái phần này chúng ta feedback nhanh, đó là listening and writing lesson teacher should spend more time teaching writing as it's more difficult. Về mặt lý thuyết các thầy cô, chúng ta phải dành thời gian tương đương nhau như em đã nói. Còn này phones các thầy cô. Đối với cái phần kế tiếp, các thầy cô có thể thấy ở đây là writing can be considered a post activity of listening. Các thầy cô có thể xem cái phần writing là cái phần post của cái phần listening, như cái phần speaking là post của reading cũng được, và cái phần listening sẽ là input cho cái phần writing. Kế tiếp có một cái câu là making use of pictures related to the topic could be one of the ways, cái chỗ này chữ ways này phải có S, to set the context of the listening text. Chính xác là khi mà chúng ta set the scene thì chúng ta thường hay sử dụng picture. Các thầy cô, cái này là true. Câu số 4, mình có một cái câu là product approach does not reflect the writing process, so it does not have teaching writing. Câu này là false. Các thầy cô, muốn có sản phẩm thì học sinh phải thực hiện cái quá trình viết. Cho nên là muốn mà làm bài tập số 4 thì học sinh phải làm bài tập số 3. Ở trong cái phần writing hồi nãy chúng ta quan sát đó, đúng không các thầy cô? Bài tập số 3 là process, còn bài tập số 4 là product. Cho nên có muốn có sản phẩm thì phải có process chứ. Cho nên câu này là false. Câu số 5, các thầy cô, the product and process approaches do not contrast each other, in fact they complement each other. Vậy chính xác là hai cái phương pháp này là bổ trợ cho nhau, các thầy cô, bổ trợ cho nhau. Phải có hoạt động số 3 thì sản phẩm của hoạt động số 3 sẽ là sản phẩm cho hoạt động số 4. Bài tập câu hỏi số 6 là pictures are reliable prompts to help students brainstorm and organize ideas for writing. Chính xác, các thầy cô càng có nhiều tranh ảnh thì càng sẽ giúp cho học sinh có nhiều ý tưởng. Người ta mới nói là one picture is worth a thousand words. Mà không, các thầy cô. Kế tiếp, câu số 8, câu số 7, xin lỗi các thầy cô. Writing is an individual activity, so teamwork or pair work is not possible in a writing lesson. Chính xác là ở phần writing lesson, như em đã nói với các thầy cô, là chúng ta có thể thực hiện teamwork, pair work, group work thoải mái. Các thầy cô, đó là 7 câu. Bảy câu chính yếu của chúng ta về cái phần writing. Các thầy cô, vậy thì em cũng xin tóm tắt lại như sau, là đối với cái phần writing thì nó đã có cái bài tập dưới dạng là process, là bài tập 3 hoặc bài tập 4 làm guideline để cho học sinh tạo ra sản phẩm ở trong lớp. Cho nên là giáo viên có thể tận dụng cái phần đó, cái phần guideline để hướng dẫn học sinh trong cái phần viết được dễ dàng hơn. Như đã hồi nãy đã quan sát với các thầy cô, đó là chúng ta có process, product approach với các thầy cô. Cho nên là chúng ta có thể tận dụng cái phần đó cho cái phần nội dung chúng ta hướng dẫn học sinh. Kế tiếp thầy cô. Bây giờ là 3 giờ kém 5 các thầy cô. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao thầy cô. Và sau khi nghỉ giải lao vào thì em sẽ feedback nhanh cái phần skill 2 này. Để chúng ta có thể nói nhanh cái phần tài nguyên và project, bài project và phần tài nguyên của cái quyển sách tiếng Anh này, các thầy cô. Tôi mời các thầy cô chúng ta nghỉ giải lao đôi chút. Chúng ta đã nghe 1 tiếng rưỡi rồi.
À, rồi đi gọi được được được.
Cô chắc là chúng ta quay lại cái nội dung buổi chiều ngày hôm nay. Sao không thấy đồng hồ? Có đồng hồ mà cô. Rồi các thầy cô, chắc là chúng ta qua cái phần mà skills to listening các thầy cô. Đối với cái phần này thì các thầy cô có thể xem qua trước trước khi chúng ta nhìn vào cái phần sách mềm, chúng ta quan sát cái phần skill 2. Và bài này là thuộc sách tập 2 các thầy cô. Là bài số, như các thầy cô có thể thấy trên màn hình là bài số 10. Tập 2 các thầy cô có thể mở ra trên sách tập 2. Tức là cũng sẽ trở lại cái màn hình chính để các thầy cô có thể quan sát cái sách mềm của chúng ta. Là bài số 10, Our Houses in the Future. Và chúng ta chọn cái phần Skills 2 với thầy cô. Đối với cái phần này thì chắc là cũng sẽ hướng dẫn học sinh một số các cái từ vựng này trước. Ok, so look at the picture everyone. Look at the picture. Oh, what is it? What is it? So it's a flat, right? A flat, a very modern flat. Okay. How about this one? Is it in the city center? Is it big? It's very big, everyone. Is it a country house? Right? Is it a country house? Okay, how about the last one? So is it near the sea? Yes, it is. It has the view of the sea. Okay, it has the view of the sea. Okay, does it have a swimming pool? Yes, it's the, right? So is it a villa? Okay, villa. Vậy là chúng ta có một vài từ dạy học sinh trước khi học sinh vào cái phần nghe. Okay, everybody, so now this time, and then you listen to two people, Nick and Linda. Okay, Nick and Linda, they are talking about their dream houses. Okay, one boy and one girl. Okay, so tell me which house would each prefer? Okay, listen. Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. À, vậy thì đối với hoạt động này các thầy cô thì chúng ta cũng chỉ để cho học sinh có thể phân biệt được hai ngôi nhà này thôi. Đối với Nick thì sẽ là flat, còn đối với Linda thì sẽ là villa. Học sinh sẽ xác định generally là chỉ có những cái yếu tố đó thôi. Chúng ta vẫn chưa đi vào chi tiết. Học sinh chỉ nghe một lần để làm quen với cái âm thanh thôi. Okay everybody, so now it's time for you to listen again. But this time, and then you pay attention to the following words, okay? So look at these words. We have view, but park view, city, sea, swimming pool, and garden, okay? So check whether these information belongs to Linda or Nick. Check whether this information belongs to Linda or Nick. Okay? Listen again. Unit Houses 5. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the conversation again. What is important to Linda? What is important to Nick? Tick the columns.
Can you tell me about your dream house, Linda? It's a big villa by the sea. Can you hear it? The female voice. By the sea. Okay, so female, Linda. Okay. It has a view of the sea. It has the view of the sea. It has a swimming pool and a garden. Swimming pool, garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. City. Okay. The boy voice. It has a park view in front. Park view in front. And a city view at the back. City view again. Right? At the back. Sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. Bây giờ là chúng ta sẽ check xong các cái từ học sinh nghe được, các cái từ chính yếu ở trong bài nghe, cái thì chúng ta check cho học sinh. Sau đó kế tiếp chúng ta sẽ qua cái bài tập kế tiếp. Okay everybody, so now this time, this is the last time you listen to the recording. So this time, can you tell me the answer to the following question first and listen to it again? Vậy là có thể cho học sinh đoán, bây giờ đây là lần thứ 3 rồi, các thầy cô. What type of house does Linda have? Okay, so which one from exercise number one? Học sinh có thể sẽ trả lời liền được các thầy cô. Cái này là villa, đúng không thầy cô? Where is her house? Where is her house? Do you remember? Do you remember? If you do not remember, listen again, okay? What is around her house? Okay, so what does her house have? Okay? And how about Nick? What type of house does Nick have? Where? Okay? Do you remember where? Right? Do you remember where? If you do not remember, okay, listen again and check. Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and answer the questions about their dream houses. Can you tell me about your dream house, Linda? It's a big villa by the sea. Villa, right? So check whether you are correct or not. Villa again, everybody. It has a view of the sea. The view of the sea. So by the sea, right? View of the sea. So where is her house? By the sea or near the sea. It has a swimming pool and a garden. It has a swimming pool and a garden. So number three, swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. Beautiful flat, right? So number four, flat. It has a park view in front and a city view at the back. In the city, right? Park view in front and city view at the back. So where is it? In the city. Okay, check the answer, everyone. And then we'll let the student to check the answer on the screen. So we finish the listening part, right? And then we'll move on to this one. Everyone, the writing part. Đối với cái phần này, các thầy cô, chắc là chúng ta cũng sẽ cho học sinh làm nhanh thôi. Hoạt động này học sinh sẽ trả lời lại. Okay, so what type of dream house do you want in the future? Or what type of dream house is it? Học sinh sẽ trả lời. Ở đây là cái dream house là palace, là dinh thự. Nhưng có thể là học sinh sẽ trả lời cái khác. Các thầy cô, where is it? In the mountains. Có thể học sinh cũng thích có villa gần biển, by the sea chẳng hạn. Number of rooms, appliances in the house. Giải thích cái chữ appliances cho thầy cô. Giải thích cái chữ appliances cho học sinh. Nghe thầy cô. Ở đây chúng ta có thể tra từ điển ở trên sách mềm cho học sinh thấy. Appliances đây sẽ là đồ vật ở trong nhà. Và sau đó là kể một vài cái vật dụng ở trong nhà ra.
Và chúng ta có thể viết mẫu cho học sinh vài câu. Có thể có it's a palace, it's in the mountain. Và tiếp tục viết tiếp, có thể cô kêu một vài em lên viết tiếp. It has 10 rooms, right? There kể ra một vài thứ. Vậy là đã có 4 câu rồi đúng không thầy cô? Và sau đó chúng ta cho học sinh ghép lại vào cái bài kế tiếp. Đó là bài số 4 là product. Nói chung là bài 4 và bài 5 sẽ phải làm chung với nhau dựa trên cái ngữ liệu mà học sinh xuất hiện ở bài bài nghe trước đó. Học sinh 3 bài tập, học sinh nghe 3 lần, mỗi bài 1 lần. Đúng rồi các thầy cô. Nghe lại nhiều lần, nghe lại bài 1 mà các thầy cô tiếp tục mà check tiếp thì sẽ rất là mất thời gian. Bởi vì là lần 1 thì chúng chỉ để cho học sinh làm quen. Và nếu mà học sinh nghe được cái chữ như village, flat là chúng ta hài lòng rồi. Qua bài 2 thì chúng ta cũng chỉ chú trọng đến các cái chữ như là city, sea, swimming pool, garden. Học sinh phải nghe được cái từ đó và xuất hiện ở cái giọng nam hay giọng nữ. Và bài 3 là cái bài tổng kết lại bài tập 1 và 2. Học sinh nhớ là hồi nãy là cái bạn Linda, bạn muốn có nhà ở gần biển. Và nó là villa, nó có cái gì ở trong nhà. Và sau đó là tới cái phần mà bạn Nick thì bạn muốn là có cái flat. Và nó phải là ở city center, nó có cái gì ở trong nhà luôn. Nó có smart TV luôn, cái thầy cô, và sofa. Đó là cái bài 3 là bài tổng kết. Nếu mà một bài mà các thầy cô play nhiều lần quá đó thì nó sẽ chán. Nếu mà một bài mà chúng ta play 2 lần thì là tổng số lần mà các thầy cô mở cái recording này sẽ là 6 lần. Tuy nhiên là nếu mà các thầy cô thấy là trong thời gian của chúng ta dư dả, các thầy cô có thể làm như vậy. Thông thường thì nghe mà mở cho học sinh nghe liên tục mấy lần như vậy cũng đã rất là mệt đấy. Nghe mà mở nhiều như vậy sẽ rất là mệt. Nếu mà học sinh yếu quá thì chúng ta có thể cung cấp text script ở ngay trên cái sách mềm này cho học sinh luôn cũng được. Nhưng mà keywords, cái này có keywords. Đó là một số các cái nội dung về skills 2 chia sẻ cùng các thầy cô. Các thầy cô, cái tiết cuối cùng là tiết số 7 sẽ là looking back and project. Cũng sẽ chia trao đổi nhanh với các thầy cô là đối với cái phần looking back thì các thầy cô có thể thấy là từ bài 1 cho đến bài 3 là sẽ ôn tập hai nội dung chính, đó là vocabulary and grammar. Bài nào cũng sẽ ôn tập vocabulary and grammar tương tự cho 4, 5, 6. Các thầy cô có thể nhìn lên màn hình giúp em, là vocabulary and grammar. Và sách tập 2 cũng tương tự như vậy. Và còn project thì sao các thầy cô? Nó sẽ dạy chung với cái phần looking back này. Vậy thì cái phần looking back này sẽ là cái phần mà ôn các cái kiến thức mà học sinh đã học ở cái phần trước đó. Và cái phần này thì là sẽ đánh giá cái khả năng của học sinh trong suốt cái bài học đó. Thì đối với cái bài này các thầy cô, thì các thầy cô có thể sử dụng làm các cái bài kiểm tra thường xuyên cho học sinh cũng được. Ví dụ như thay vì chúng ta kiểm tra 15 phút kiểm tra vấn đáp ở trong lớp, trước đây chúng ta gọi là kiểm tra miền, thì các thầy cô có thể sử dụng các cái bài looking back này làm như là một bài kiểm tra cho các cái em ở trong lớp. Bởi vì nó có rất là nhiều bài tập đa dạng, ôn tập lại hết các cái nội dung từ vựng và ngữ pháp mà học sinh học trước đó. Đối với phần project các thầy cô, về phần project thì nó cũng khá là phong phú. Các thầy cô có thể thấy ở đây là project thì chúng ta sẽ có là bài 1, bài 2, bài 3. Ví dụ như bài 1 ở đây các thầy cô sẽ thấy là học sinh sẽ thiết kế một cái dream school. Học sinh sẽ vẽ một cái bức tranh về một cái ngôi trường học sinh mong muốn. Qua tới bài 2 thì sẽ vẽ một cái nhà mà là mình suy nghĩ nha, là strange house, có nghĩa là có cái kiến trúc độc lạ. Bài 3 thì sẽ là một cái yearbook, học sinh sẽ viết một cái cuốn mô tả bạn bè trong năm học. Nó giống như là kỷ yếu vậy các thầy cô, nhưng mà có vài trang thôi, mình và bạn mình. Kế tiếp nữa là bài 4 thì sẽ vẽ một cái sơ đồ từ nhà đến trường, dạng là map. Bài 5 thì sẽ vẽ một cái tranh hoặc là thiết kế một cái tranh quảng bá du lịch tại địa phương. Bài số 6 thì sẽ viết một cái lời chúc vào trong tấm thiệp và sau đó treo lên một cái cây mai ở trong lớp học. Nếu mà các thầy cô có thể thì chúng ta làm hoạt động này cũng được, nó cũng khá thú vị. Bài 7 các thầy cô thì dựa trên các cái câu hỏi này, học sinh sẽ đóng vai
là một người phỏng vấn và người kia còn lại là trả lời phỏng vấn. Bài số 8 thì học sinh sẽ viết về một cái trò chơi truyền thống của Việt Nam và sau đó sẽ trình bày trước lớp cái trò chơi truyền thống đó tiếng Anh là gì. Bài số 9 thì sẽ là ở đây sẽ là kể lại cái chuyến đi của học sinh vòng quanh thế giới, nhưng mà học sinh có thể kể một vài các cái chuyến đi mà học sinh biết ở tại Việt Nam cũng được. Để các thầy cô chọn một cái thành phố gì đó để report lại. Bài số 10 thì sẽ là thiết kế một cái vật dụng cho tương lai. Các thầy cô thấy chủ đề là My Future Appliance. Và bài số 11 là một số các cái ý tưởng để bảo vệ môi trường, sử dụng tái chế lại đồ đạc. Học sinh có các cái ý tưởng gì ngoài các cái ý tưởng ở trên trong bài. Và bài 12 thì học sinh sẽ thiết kế một cái con robot cho do mình tự thiết kế. Rồi đây là các cái project dựa trên các cái chủ đề của bài học, các cái project dựa trên các chủ đề bài học. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ linh động các cái hoạt động này, các thầy cô ở trong lớp. Không nhất thiết là các thầy cô phải thực hiện hết các cái hoạt động này ở trong lớp, và các thầy cô có thể sẽ linh động để làm sao cho nó phù hợp với các thầy cô. Vậy thì đối với cái phần project thì có thể sẽ nói như sau. Đối với cái phần project này, các thầy cô có thể giao ở ngay cái tiết đầu tiên, đó là tiết Getting Started. Rồi trong suốt cái quá trình học, các thầy cô có thể sẽ giao các cái nhóm làm để tới cái tuần cuối cùng thì các thầy cô cần là một vài nhóm lên trình bày sản phẩm hoặc là nộp lại sản phẩm cho các thầy cô. Thì ở đây là cái phần project này sẽ giúp cho học sinh phát triển cái khả năng là làm việc cá nhân, là work independently và work in a team. Nhưng mà ở đây nhóm tác giả cũng có nói với thầy cô, các thầy cô có thể đưa cái hoạt động project này làm extracurricular activity for group work. Nếu mà các thầy cô không có thời gian thì các thầy cô có thể cho làm hoạt động ngoài khóa, có nghĩa là giờ ngoài cái giờ dạy chính khóa, as homework for students to do individually. Hoặc là các thầy cô có thể cho học sinh làm như là homework. Vậy thì chúng ta có 12 bài, 12 project. Các thầy cô có thể phân phối làm sao để các thầy cô có thể đảm bảo là các cái project này không phải là cả lớp đều làm, mà có thể là một số nhóm làm trong suốt cái năm học, hoặc là các thầy cô không nhất thiết xài hết 12 cái project này, mà các thầy cô có thể xài khoảng tầm chừng 6 cái cũng được. Hai phần này dạy một tiết, có không kịp có thể hướng dẫn phần project về nhà được không thầy? Được với các thầy cô, ở đây là cái hướng dẫn ở trong sách giáo viên luôn, các thầy cô có thể xem ở trong sách giáo viên, đó là giáo viên có thể sử dụng như là một hoạt động ngoại khóa và giao về nhà để học sinh làm. Và chỉ có những cái nhóm mà các thầy cô giao thì là học sinh mới nộp lại sản phẩm cho các thầy cô. Như vậy thì có thể là trong lớp chúng ta có 6 nhóm, thì mỗi nhóm sẽ làm khoảng 2 project trong một năm học chẳng hạn. Bởi vì chúng ta có 12 bài, chúng ta tính toán như vậy nếu mà các thầy cô dạy cả học kỳ 1 và 2. Còn nếu mà các thầy cô không thể dạy cả học kỳ 1 và 2 thì các thầy cô có thể tính toán làm sao để 6 nhóm thì mỗi nhóm sẽ làm một project trong một năm học và sau đó các em sẽ nộp lại sản phẩm cho các thầy cô. Tuy nhiên là nó có một cái đặc điểm như sau các thầy cô. Ở đây có một cái bài là thuyết kêu học sinh thuyết trình. Các thầy cô có thể thấy là kêu học sinh thuyết trình đó là bài số 8. Các thầy cô cũng nên để ý cái bài này. Là đối với cái phần thuyết trình thì các thầy cô rất là khó đối với học sinh trung học cơ sở, cho nên là không phải là thuyết trình là một cái dạng mà gọi là làm project lý tưởng cho các em. Bởi vì nếu mà kêu học sinh give presentation thì chúng ta phải hướng dẫn học sinh là thuyết trình như thế nào trước khi học sinh lên thuyết trình. Cho nên ở một số các cái hoạt động, nếu mà các thầy cô thấy là các thầy cô chưa có chuẩn bị cho học sinh về các cái kỹ năng thuyết trình á, thì coi như là chúng ta bỏ cái hoạt động đó luôn. Chúng ta chỉ có cần các em giới thiệu các cái trò chơi đó bằng tiếng Anh là được. Ví dụ như tên của trò chơi đó là gì, bao nhiêu người chơi, nói đơn giản được rồi các thầy cô. Bởi vì ở đây chỉ là học sinh lớp 6 thôi, cho nên có những cái điểm mà chúng ta phải để ý trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện project. Đối với nộp sản phẩm với các thầy cô, kêu học sinh vẽ thiết kế với bạn mình thì nó sẽ dễ với các thầy cô. Hoặc là đóng vai thì nó cũng sẽ dễ, nhưng mà kêu tới thuyết trình thì nó sẽ rất là khó. Thuyết trình thì cần phải có kỹ năng và phải hướng dẫn học sinh kỹ lưỡng, chứ nếu không là học sinh sẽ không làm được.
và các thầy cô cũng có thể thấy là một cái bài project tách ra từ bài số 7 trên màn hình. Thì đối với cái phần này các thầy cô, chúng ta có thể là để cái tiết này để các thầy cô có thể sửa bài và sau đó nhận sản phẩm của các em. Và nếu mà cái bài 7 này các thầy cô là cái bài interview thì các thầy cô cũng tới các thầy cô. Còn các cái bạn mà các cái nhóm mà thiết kế sản phẩm vẽ tranh thì sẽ nộp lại để các thầy cô chấm điểm và sẽ các cái tiêu chí sẽ công khai đối với học sinh để học sinh biết là chúng ta đúng các thầy cô. Đó là cái phần looking back and project. Nội dung thứ hai liên quan đến cái phần sách giáo khoa tiếng Anh 6 thì cũng xin trao đổi với các thầy cô về cái phần đánh giá của cái bộ sách này. Thì đối với cái phần đánh giá của bộ sách này thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên, các thầy cô, gọi là formative assessment, các thầy cô thấy trên màn hình. Và chúng ta có đánh giá định kỳ là summative assessment. Thì đối với đánh giá thường xuyên thì sẽ có các cái hình thức đánh giá như sau. Một là các thầy cô sẽ kiểm tra 15 phút. Nó sẽ có là đánh giá của giáo viên, các thầy cô, là teacher assessment. Sẽ có là học sinh đánh giá là student assessment. Hoặc là có peer assessment là bạn mình đánh giá. Và kế tiếp là self assessment là học sinh tự đánh giá. Và đối với cái phần mà summative assessment thì các thầy cô có thể cho học sinh làm bài kiểm tra, các thầy cô làm bài kiểm tra theo đúng cái thời lượng ở trong lớp. Và bên phía các cái tài nguyên cung cấp á, thì sẽ cung cấp cho các thầy cô lại các cái tài nguyên về bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Bây giờ chúng ta có thể quan sát cái phần mà kiểm tra đánh giá ở trong sách, các thầy cô. Kiểm tra đánh giá ở trong sách, các thầy cô có thể thấy trên màn hình là để cho học sinh tự đánh giá thì ở dưới cái bài project, các thầy cô sẽ thấy có một cái khung ở đây, các thầy cô, là học sinh sẽ tự đánh giá bản thân là học sinh sẽ học được cái gì ở trong bài. Các thầy cô có thể thấy ở đây thì các thầy cô có một loạt các cái tiêu chí. Ví dụ như là hết bài rồi thì học sinh sẽ tự đánh giá là now I can use the word related to the houses and appliances. Xin ví dụ như các em tự đánh giá xem coi là các em có nhớ hết các cái từ liên quan đến nhà cửa, liên quan đến vật dụng ở trong nhà hay không. Nếu mà nhớ hết thì là 3 sao, nếu mà nhớ vừa vừa thì 2 sao, hoặc là nhớ rất ít là 1 sao. Vậy thì các em sẽ phải đánh giá hết các cái phần từ nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp mà các em đã học ở trong bài. Vậy thì cái bảng này các thầy cô, cái checklist học sinh sẽ đánh các cái dấu tích này các thầy cô, thì chúng ta gọi nó là self-assessment, có nghĩa là học sinh sẽ tự đánh giá. Rồi coi là mỗi em sẽ phải có cái đánh giá riêng của mình, coi là mình nhớ được bao nhiêu, mình học được bao nhiêu. Các em đã có thể làm ở tại nhà cái phần này, hoặc là làm ở trong lớp chung, có cái sự hướng dẫn của các thầy cô về các cái nội dung này. Đó là self-assessment. Về các cái phương thức đánh giá chi tiết các thầy cô, thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có. Chúng ta vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục trước cái năm học mới, để ở các cái phòng giáo dục sẽ tiến hành cái phần kiểm tra đánh giá cho cái chương trình tiếng Anh lớp 6. Khi mà có các cái nội dung đó thì nếu mà có các cái phiên tập huấn tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các thầy cô chi tiết hơn về các cái nội dung được triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa có, chúng ta vẫn đang chờ các cái hướng dẫn mới về cái cách kiểm tra và đánh giá cho chương trình tiếng Anh lớp 6. Bởi vì hiện tại chúng ta đang thực hiện giảng dạy đó thì có 8 cái bộ sách đi chung một lượt, cho nên cái phần kiểm tra đánh giá đó thì sẽ đi đều cho cả 8 bộ sách, chứ cũng không riêng gì cái bộ sách tiếng Anh 6 Global Success của chúng ta. Đó là một số các cái nội dung trao đổi với thầy cô. Bây giờ kế tiếp các thầy cô, là một cái nội dung rất là quan trọng, đó là sử dụng tài nguyên cho sách giáo khoa tiếng Anh 6. Như các thầy cô có thể thấy là cái phần tài nguyên là xuyên suốt từ tiết số 1 cho đến tiết số 7 là em đã sử dụng cái phần tài nguyên sách mềm để mô tả cho quý thầy cô các cái cách thức các thầy cô tiến hành giảng dạy ở trong lớp. Thì bây giờ sẽ chi tiết hơn về cách thức để các thầy cô có thể đăng ký cái tài khoản của thầy cô là trở thành tài khoản giáo viên. Và tài khoản của chúng ta sẽ khác với các cái tài khoản của học sinh và phụ huynh học sinh hướng dẫn con em học ở tại nhà. Mời quý thầy cô chúng ta quét mã trên màn hình, hoặc các thầy cô nhập cái đường địa chỉ ở trên màn hình giúp, đó là tiếnganh.sachmem.vn, tiếnganh.sachmem.vn, để có thể copy cho các thầy cô vào chat box.
các thầy cô quét mã trên màn hình hoặc là các thầy cô nhập cái địa chỉ đó vào giúp. Đúng các thầy cô. Mời các thầy cô nhập cái địa chỉ đó hoặc là quét mã QR trên màn hình để vào cái địa chỉ tiếng anh.sachmem.vn. Đúng rồi, cô Kim Phượng đã copy lại đó ở trên chat box. Các thầy cô tiếng anh.sachmem.vn. Mời các thầy cô quét mã QR trên màn hình mà chúng ta đang nhập. Sau đó em sẽ hướng dẫn chi tiết các thầy cô activate tài khoản của mình. Các thầy cô nào đăng ký trước đây rồi á, thì các thầy cô sẽ có cái tài khoản sách mềm này. Các thầy cô nào mà chưa đăng ký hoặc là tài khoản các thầy cô không phải là tài khoản giáo viên á, các thầy cô hãy vào cái tài khoản sách mềm của mình trước đi. Các thầy cô xem coi là có phải là tài khoản giáo viên hay không, để chúng ta có thể có cái hướng dẫn kế tiếp. Được thầy cô. Bây giờ em sẽ chuyển đến cái trang mà hướng dẫn các thầy cô. Sau khi các thầy cô gõ tiếng anh.sachmem.vn, các thầy cô sẽ thấy cái trang ở trên màn hình. Các thầy cô sẽ thấy cái trang ở trên màn hình em đang chia sẻ với thầy cô. Sau đó các thầy cô chú ý đến cái mục ở phía bên trên. Các thầy cô chú ý đến cái mục ở phía bên trên có một cái chuông và một cái chữ hỗ trợ. Các thầy cô có thấy cái chỗ mà em quẹt đỏ trên màn hình không các thầy cô? Các thầy cô vào cái khu vực đó giúp em. Đăng ký rồi thì các thầy cô kiểm tra coi các thầy cô có phải là tài khoản giáo viên hay không. Được các thầy cô. Sau đó các thầy cô nhấn vào cái tam giác ngược kế cái chữ hỗ trợ giúp em. Đây các thầy cô. Đây. Các thầy cô sẽ thấy có một cái đoạn hiện ra ghi là câu hỏi thường gặp. Các thầy cô ghi đi các thầy cô. Nếu mà các thầy cô chưa kịp các thầy cô thể ghi. Các thầy cô sẽ thấy cái chỗ hỗ trợ có cái chữ là câu hỏi thường gặp các thầy cô. Các thầy cô nhấn vào cái chữ câu hỏi thường gặp ha, mình làm chậm thôi. Các thầy cô nhấn vào cái chữ câu hỏi thường gặp. Để các thầy cô em nhấn nha. Sau khi các thầy cô nhấn vào câu hỏi thường gặp thì sẽ hiện ra một cái trang web khác. Sẽ hiện ra một cái trang web khác. Chờ một chút các thầy cô. Internet đang load. Sau khi các thầy cô hiện ra cái phần câu hỏi thường gặp rồi thì các thầy cô nhìn lên trên màn hình giúp. Các thầy cô chú ý đến cái câu hỏi số 6. Các thầy cô ở trường trung học cơ sở Tiên Thủy, các thầy cô vào sách mềm tiếng anh.sachmem.vn rồi các thầy cô vào mục hỗ trợ. Sau đó là tìm câu hỏi thường gặp. Đây các thầy cô, vậy thì câu số 6 là cái câu này à, các thầy cô nhìn câu số 6 giúp. Câu số 6 ghi là đăng ký tài khoản giáo viên trên sách mềm như thế nào. Được với thầy cô, các thầy cô thấy trên màn hình không? Đăng ký tài khoản giáo viên trên sách mềm như thế nào? Các thầy cô nhấp cho câu số 6 giúp. Vậy thì đăng ký rất là dễ các thầy cô. Các thầy cô sẽ đăng ký bằng tài khoản Gmail của mình. Các thầy cô sẽ đăng ký bằng tài khoản Gmail của mình. Nhớ nha các thầy cô. Và làm ơn các thầy cô ghi lại tài khoản Gmail và password của mình. Sau đó các thầy cô điền cái mẫu đơn đăng ký này giúp. Cái mẫu đơn này các thầy cô, cái mẫu đăng ký đây. Cái mẫu đăng ký. Các thầy cô vào cái đường link này ha. Các thầy cô vào cái đường link này. Các thầy cô tuyên thị các thầy cô vào tiếnganh.sachmem.vn. Các thầy cô. Sau đó các thầy cô chọn mục câu hỏi thường gặp. Ở hỗ trợ câu hỏi thường gặp và cái câu đang ở trên màn hình là câu số 6.
bỏ lâu quá đăng ký lại được không? Được các thầy cô. Hãy làm theo bước của câu số 6. Câu số 6. Ha. Câu số 6. Các thầy cô, được chưa? Vào cái mẫu đăng ký. Mẫu đăng ký này các thầy cô thấy không? Các thầy cô nhấn vào cái mẫu đăng ký giúp. Các thầy cô nhấn cái mẫu đăng ký, nhấn sao các thầy cô đây, nhấn. Nhấn vô ha. Sau khi nhấn vào cái mẫu đăng ký thì các thầy cô sẽ thấy là có một cái danh sách hiện ra. Ở đây, em với thầy cô là cái file Excel. Để em clear cái hình vẽ. Các thầy cô thấy có một cái mẫu đăng ký không? Các thầy cô tải cái file này về. Tải cái file này về máy các thầy cô. Tải cái file này về máy thì làm sao? Các thầy cô vào cái chữ tệp. Các thầy cô thấy chữ tệp không? Đây, chữ tệp. Thấy chưa các thầy cô? Chữ tệp ngay cái chỗ mà in màu đỏ. Thì các thầy cô không vào được cái tài khoản các thầy cô hay là vào đâu các thầy cô? Nếu có tài khoản trước đây thì các thầy cô kiểm tra. Nếu mà đang là tài khoản giáo viên thì các thầy cô không cần đăng ký lại. Trong cái chữ tệp các thầy cô nhấn vào, nó sẽ hiện ra. Các thầy cô thấy chữ tải xuống không các thầy cô? Đây, các thầy cô nhấn vô chữ tải xuống. Chữ tải xuống sẽ dẫn tới một cái file là Microsoft Excel. Các thầy cô tải cái Microsoft Excel này về các thầy cô. Xong rồi các thầy cô in cái mẫu này ra. Các thầy cô in cái file này ra. Đã có tài khoản rồi, đã có tài khoản giáo viên rồi thì chúng ta không cần. Đây là dành cho các thầy cô chưa có tài khoản. Hoặc là tài khoản các thầy cô không có cái chữ giáo viên. Đây các thầy cô. Đây, tải xuống. Tải xuống xong rồi in ra làm gì các thầy cô? In ra bây giờ các thầy cô mới bắt đầu là đây. Các thầy cô điền vào các cái nội dung này, ví dụ như trường, tên trường. Và sau đó là tất cả giáo viên trong tổ ở cái mục họ và tên này các thầy cô. Đây, nguyên trường mình có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng Anh đó. Cần xài sách mềm, viết hết tên họ vào đây. Kế tiếp nữa là địa chỉ email đăng ký ở trên sách mềm. Hồi nãy các thầy cô ghi lại đó, các thầy cô đăng ký bằng cái địa chỉ email nào thì các thầy cô nhập vào đây ha. Tất cả các cái trường ở đây là giống nhau hết, điền vào đây. Kế tiếp nữa là quận, huyện cũng sẽ giống nhau hết. Sau đó làm gì? Các thầy cô kêu, các thầy cô nhờ hiệu trưởng hoặc là hiệu phó ký tên vào đây. Sau đó là đem lên văn thư đóng dấu. Ký tên và đóng dấu gì đó vào đây các thầy cô, đó. Xong rồi các thầy cô làm gì? Chụp hình cái tờ giấy đó lại. Các thầy cô chụp hình cái tờ giấy đó lại và các thầy cô gửi vào địa chỉ email. Đây các thầy cô gửi vào địa chỉ email này. Địa chỉ email là liên hệ a@sachmem.vn. Địa chỉ này nè các thầy cô, đem tô màu đỏ lên cho các thầy cô thấy. Đây. Sau khi chụp cái tờ giấy đó rồi gửi về cái địa chỉ email này, nhờ họ biến các cái tài khoản các thầy cô trở thành tài khoản giáo viên ha. Đó, cái địa chỉ email đó liên hệ a@sachmem.vn. Các thầy cô thấy cái chỗ đó chưa các thầy cô? Cô lại nha các thầy cô, đây nè. Đây, liên hệ sachmem.vn. Rồi, các thầy cô nào mà không nhớ bước thì em sẽ copy nguyên cái phần này, gõ lên trên cái phần hướng dẫn cho các thầy cô xem lại ha. Câu số 6 nha các thầy cô, câu số 6 nha. À, vào sách mềm rồi thì xài thôi cô. Vào được sách mềm thì xài thôi. Các thầy cô nào mà vào được thì xài thôi. Đây, các thầy cô nào mà không kịp thì đã có nguyên một cái đoạn tin nhắn vừa mới chép lên trên chat box cho quý thầy cô đó. Các thầy cô ở trung học cơ sở Châu Hòa đó, xem cái hướng dẫn giúp em, đã chép lên chat box cho các thầy cô rồi ha. Đúng, các thầy cô ở trường trung học cơ sở Châu Hòa, các thầy cô có thể xem cái hướng dẫn của em và sau đó làm theo ha. Ở An Thạnh, các thầy cô chụp hình lại cái hướng dẫn của em đi, hoặc là các thầy cô chụp lại cái màn hình em đang chia sẻ. Các thầy cô chụp lại cái câu số 6. Đây, đó. Em sẽ clear cái màn hình, các thầy cô có thể thấy rõ.
Đăng ký rồi mà quên mật khẩu thì sao? Đăng ký rồi mà quên mật khẩu thì các thầy cô sẽ liên hệ với phần này luôn, liên hệ qua email này luôn. Đây, liên hệ a.sachmem.vn với thầy cô để đăng ký lại. Nó có ở trong cái phần câu hỏi thường gặp với cô Minh Thư. Cô Minh Thư đọc câu hỏi thường gặp. Đăng ký lại đây là cái cô Minh Thư ơi. Câu số 9 là cô Minh Thư quên mật khẩu thì làm sao? Hả? Câu số 9. Đây nè. Đây cái này cô. Quên mật khẩu thì làm sao? Hả? Tức là câu hỏi nào mà các thầy cô thấy là các thầy cô hay thường mà gặp vấn đề đó, các thầy cô hãy vào cái mục này và xem. Đó là câu số 9 này, các thầy cô quên mật khẩu thì làm sao? Đó. Đó, đúng rồi. Vào cái mục câu hỏi thường gặp với các thầy cô, cái phần đó rất là quan trọng. Của chúng ta là câu số 6 nha các thầy cô. Xem cái chat box xem nào. Có tài khoản rồi thì cứ sử dụng thôi các thầy cô. Bước 2 vào hòm thư ở chỗ nào? Bước 2 vào hòm thư ở chỗ nào? Vào cái địa chỉ Gmail các thầy cô. Các thầy cô vào Gmail các thầy cô. Sau đó các thầy cô soạn một cái email ha? Soạn một cái email rồi sau đó gửi vào cái địa chỉ này nè. Đây, vào hòm thư cá nhân của mình là địa chỉ email của mình đó. Thầy đúng không ta? Thầy Minh đến trung học cơ sở. Đây em sẽ làm mẫu cho các thầy cô. Đây, đây, nó vào sách mềm. Các thầy cô có thấy cái chữ đây không? Đây, sau khi các thầy cô vào sách mềm nè, các thầy cô đăng ký ha. Đầu tiên các thầy cô đăng ký như sau: gõ nè, họ nè, tên nè. Còn nếu mà không cần gõ họ tên á thì em chỉ luôn cho các thầy cô. Các thầy cô đăng nhập bằng cái Gmail ở trên máy của các thầy cô. Đây, đây này các thầy cô, đây ha. Các thầy cô nhấn vào cái chữ Google này giúp em. Trên máy tính các thầy cô đang đăng nhập bằng Gmail, các thầy cô nhấn vào Google giúp em. Còn khi nào mà các thầy cô không xài Gmail á thì các thầy cô mới xác nhận địa chỉ email của mình là địa chỉ Yahoo nè, địa chỉ gì đó vân vân, thì mới phải viết các cái ô này. Còn nếu mà tất cả là Gmail thì các thầy cô nhấn vào cái chữ Google này giúp em, là tự động các thầy cô nhớ là tài khoản Gmail của các thầy cô và password Gmail của các thầy cô cũng sẽ là tài khoản sách mềm của các thầy cô luôn. Được không ạ? Được chưa? Thầy Minh ở trung học cơ sở PT. Trở lại nha các thầy cô, trở lại nha. Trở lại nha các thầy cô, tất cả là chữ Google. Tất cả là chữ Google. Rồi, sau khi mà các thầy cô vào xong rồi thì các thầy cô sẽ có một cái giao diện. Các thầy cô đăng ký vô xong thì các thầy cô sẽ có đăng ký rồi, nhưng khi sách mềm báo là phiên bản dùng thử cho giáo viên thì sao? Phiên bản dùng thử thì mới bắt đầu đăng ký thành phiên bản thiệt bằng cách là nhập địa chỉ email pass, địa chỉ email của mình và gửi vào cái địa chỉ hòm thư như hồi nãy đó, liên hệ a.sachmem.vn ha, để họ biến cái tài khoản của mình thành tài khoản giáo viên thiệt. Được, các thầy cô, sau khi các thầy cô trở thành giáo viên thiệt, các thầy cô sẽ thấy ở đây, các thầy cô đây, các thầy cô vào rồi, các thầy cô sẽ thấy ở đây nó có cái chữ giáo viên này các thầy cô, thấy không? Ở trên cái góc màu đỏ mà em vừa mới tô á, cái chuông, các thầy cô có thấy chữ giáo viên không? Đấy chưa các thầy cô, em sẽ chia sẻ lại các thầy cô xem. Đây, các thầy cô thấy cái chữ giáo viên không các thầy cô? Đây, các thầy cô thấy trên màn hình không ạ? Có cái chữ giáo viên ha các thầy cô. Đây, thì khi mà chúng ta được admin đó, gọi là kỹ thuật viên, họ đưa chúng ta vào thì các thầy cô sẽ trở thành giáo viên ở đây. Các thầy cô có thấy cái dấu Messenger ở đây không các thầy cô? Đây nè, cái dấu mà em mới khoanh tròn màu đỏ này các thầy cô. Các thầy cô đăng nhập bằng Facebook ở trên điện thoại của mình thì các thầy cô vào sách mềm ở trên điện thoại thì sẽ có cái dấu này.
Sau đó các thầy cô có thể chat với kỹ thuật viên trong giờ hành chính. Sau đó họ sẽ giải đáp các cái thắc mắc, các cái vấn đề các thầy cô đang gặp phải luôn. Cho nên nếu mà các thầy cô có vấn đề, các thầy cô nhấn vào cái nút này và chat Messenger ha. Chat Messenger thì các thầy cô cũng thường hay chat đó. Được chưa? Đối với tài khoản của học sinh thì học sinh của cô Hằng mà ghi là học sinh thì bây giờ điền form liền. Điền cái form Excel đó, hồi nãy điền đó. Điền cái form Excel và sau đó gửi về cái địa chỉ liên hệ a.sachmem.vn để họ biến cái tài khoản của mình thành tài khoản giáo viên chứ. Đây. Đây cô Hằng, đây. Đây cái form này nè. Đó, mình mới vừa gõ là vào chat box đó. Hả? Được các thầy cô? Được ha. Sau đó cái tới rồi, bây giờ mình dạy lớp nào thì mình chọn cái lớp đó thôi. Mình dạy lớp 6 các thầy cô thì mình chọn lớp 6. Lớp 6 nó có gì ở đây? Nó có này các thầy cô. Ở đây có sách tập 1, sách tập 2, sách bài tập của cả hai tập luôn. Các thầy cô sửa bài tập bằng sách mềm được luôn. Nếu các thầy cô dùng nếu các thầy cô muốn sửa bài tập ở trong một cái giờ dạy, ví dụ như là các thầy cô dạy tăng tiết hay là dạy tăng cường mà có sử dụng sách bài tập đó, thì các thầy cô sửa bằng sách mềm này luôn. Hả? Bây giờ chúng ta coi sách học sinh trước, rồi sau đó chúng ta coi sách bài tập sau. Sách học sinh em sẽ hướng dẫn nhanh cho các thầy cô như sau. Đầu tiên, các thầy cô vào cái mục này giúp em. Đây, extra resources. Các thầy cô có thấy không ạ? Đây. Các thầy cô viết lại giúp em đi. Extra resources. Trong đây có cái gì các thầy cô? Trong đây có cái gì? Đây. Đầu tiên có sách giáo viên. Sách giáo viên các thầy cô nhấn vào, nó sẽ hiện ra một cái file PDF. Dạy tới bài nào in bài đó các thầy cô. Dạy tới bài nào in bài đó. Đối với nhà xuất bản giáo dục, họ sẽ in ra một số sách giáo viên và tặng ở một số trường mà các thầy cô có sử dụng sách của bộ Global Success này. Tuy nhiên là sách này sẽ ở trong cái thư viện, các thầy cô không tặng hết được cho tất cả các thầy cô. Bởi vì là sách giáo viên in có giới hạn. Các thầy cô cứ việc lên đây lấy cái file này về và sau đó là in ra, dạy bài nào thì in tới bài đó thôi. Các thầy cô dạy bài nào thì in tới bài đó thôi. Hiện tại thì các thầy cô xem em demo ha. Sau ngày 30 tháng 6, khi mà tài liệu đầy đủ hết rồi, thì họ sẽ tải lên cùng một lúc. Sau đó các thầy cô sẽ tải về máy được hết tất cả các cái nguồn tài nguyên này luôn. Hiện tại thì có cái tải được, cái chưa tải được. Đấy các thầy cô. Cái thứ hai, chúng ta có phân phối chương trình các thầy cô. Phân phối chương trình thì các thầy cô muốn biết là có bao nhiêu tuần, rồi mỗi tuần dạy bài nào, các thầy cô có thể nhìn vào cái phân phối chương trình này giúp em ha. Các thầy cô đọc giúp. Kế tiếp các thầy cô, giáo án lên lớp. Giáo án lên lớp, giáo án này là giáo án theo chuẩn của Cambridge các thầy cô. Và chắc là trong tương lai thì họ cũng sẽ bỏ các cái mẫu giáo án rườm rà để các thầy cô có thể thoải mái trong cái việc mà soạn giáo án của mình. Ví dụ như ở đây là các thầy cô sẽ thấy có là có hết tất cả các giáo án cho học kỳ 1. Ví dụ như các thầy cô dạy bài 4 đi, em mở ra. Bài 4 có mấy tiết các thầy cô? Một bài có 7 tiết đúng không? Vậy thì chúng ta có 7 cái giáo án. Các thầy cô đếm luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Mở thử một cái. Đây. Cái này lesson 5. Là tiết số 5. Tiết số 5 về reading and speaking chính xác. Đó. Ở đây nó sẽ có là phần đầu tiên là bắt đầu dạy từ cho học sinh nè. Sau đó là warm up, rồi dạy từ, rồi tới speaking, cũng có những cái hoạt động riêng đó các thầy cô có thể xem qua. Rồi các thầy cô thấy là cái nào mà nó bất hợp lý, không có giống trong lớp của mình thì các thầy cô xóa bớt. Cái nào mà các thầy cô thấy là mình phải có thì các thầy cô thêm vô ha. Đó. Nói chung là các thầy cô có việc thoải mái mà xài cái này đi. Đó. Vậy các thầy cô có thể về xem thêm. Đây nó có 7 cái lần, mở thêm cái nữa nha các thầy cô. Đây. Tiết số 3 đi. Lesson 3. Lesson 3 là gì các thầy cô? Dạy ngữ pháp đúng không? Comparative adjectives. Đây. Dạy ngữ pháp sẽ có giáo án chi tiết cho các thầy cô từ warm up cho đến cái phần post luôn. Ha. Các thầy cô có thể xem qua. Được chưa các thầy cô? Đây. Rồi. Giáo án rồi, chúng ta có đủ ha. Chúng ta có đủ cho cả học kỳ 1, học kỳ 2. Tiết giảng minh họa các thầy cô. Tiết giảng minh họa các thầy cô nhấn vào giúp em. Rồi.
Đây các thầy cô, họ sẽ giảng mẫu một bài số 9. Bài số 9 này có video cho 7 tiết luôn. Các thầy cô muốn xem giáo viên dạy tiết nào thì các thầy cô vào video xem tiết đó. Thưa các thầy cô, các thầy cô có thể mở xem cái video này được dạy ở một cái trường ở thủ đô và có tất cả các cái giáo cụ hỗ trợ bao gồm là flashcard nè, tranh ảnh nè, bản nè, máy chiếu nè, sách mềm, rồi PowerPoint, rồi học sinh có đầy đủ trang bị sách, nói chung là môi trường lý tưởng, bàn ghế thì đẹp đẽ, các cái bàn chỉ có hai em ngồi thôi. Nói chung là các thầy cô sẽ coi cái video này, các thầy cô sẽ rất là thích thú, tại vì là video minh họa mà quay đẹp lắm, quay cực đẹp luôn. Nhưng mà ở chỗ các thầy cô thì có thể nó sẽ có cái một số các cái vấn đề. Tuy nhiên là chúng ta coi minh họa mà, chúng ta coi cho biết thôi, giống như coi phim Hàn Quốc thì biết Hàn Quốc nó đẹp đẹp vậy đó, chứ mà qua mới biết nó xấu, đúng không? Nó giống như cái môi trường là chúng ta coi coi mẫu thì lúc nào nó cũng phải đẹp. Giống như là người mẫu mặc đồ á, thì người mẫu mặc đẹp rồi tới khi mình mua về mình mặc thấy không đẹp được như người mẫu ở trong hình. Nhưng mà thôi kệ, cái thầy cô coi mẫu trước, xem cái ý tưởng của mình làm sao, rồi sau đó chúng ta áp dụng lại cho đúng cái môi trường của mình. Cái thầy cô thì họ quay mẫu cho chúng ta 7 tiết, cái thầy cô có thể xem vào, nếu cái tiết nào mà cái thầy cô thấy chưa tự tin á, cái thầy cô mở ra xem. Video dài lắm cái thầy cô. Ở đây cái thầy cô có thể xem 46 phút, họ dạy đúng 45 phút cho một tiết học á. Cái thầy cô có thể xem thử một cái đoạn thôi. Trời, học sinh lớp 6 mà nó trả lời như học sinh lớp 10 luôn các thầy cô ơi. Nói chung là các thầy cô có thể thấy đó, đúng không? Là cái video này nó minh họa mà đã dạy ở thủ đô mà còn đây là trường chuẩn nữa. Cho nên là các thầy cô thấy là học sinh nó excellent. Nhưng mà nhiều khi ở cái môi trường chúng ta nó khác lắm. Kế tiếp các thầy cô, đó là bài giảng điện tử ha. Nếu mà các thầy cô không sử dụng sách mềm thì ở đây có bài giảng điện tử này các thầy cô. Các thầy cô thấy là hồi nãy giáo án thì có 7 tiết. Giáo án này có soạn theo công văn 5512 của bộ hay không? Giáo án này không soạn theo 5512. Các thầy cô ở Thừa Đức Bình Đại, cái 5512 á, họ sẽ xin giảng trong thời gian sắp tới, các thầy cô cũng không cần phải quá lo lắng. Cái giáo án đó là nếu mà các thầy cô soạn theo 5512 thì chắc là một cái tiết các thầy cô soạn khoảng 10 trang. Bởi vì nó rất là chi tiết, nó viết từ từng đoạn một. Mỗi cái hoạt động đều phải có là mục đích, rồi cái đầu ra của hoạt động đó là gì, các thầy cô. Vậy sẽ rất là mất sức. Các thầy cô có thể xem ở đây có giáo án này các thầy cô. Giáo án ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta dạy 7 tiết đúng không các thầy cô, sẽ có 7 cái giáo án PowerPoint. Các thầy cô xài cái nào cũng được hết ha. Ví dụ như các thầy cô xài cái giáo án PowerPoint này, các thầy cô sẽ thấy đây, chúng ta có rất là nhiều slide. Các thầy cô có slide và ở trên cái phần đó mà nếu mà có cái âm thanh á, thì nó cũng sẽ gắn vào đây. Bây giờ chúng ta thử một cái slide các thầy cô để em chiếu lên, sau đó các thầy cô có thể xem chung. Các thầy cô thấy màn hình chưa ạ? Bây giờ em sẽ ghép đây. Các thầy cô cho câu hỏi, hỏi coi trước đáp án sẽ hiện ra sau, đúng không các thầy cô? Tiếp. Đây, skill 1, đây. Bài ha, cho học sinh làm. Sau đó sẽ có hiện cái bài mẫu ra và kết thúc bài, phần speaking. Tương tự vậy các thầy cô cũng có thể xem các cái nội dung khác ở cái phần phần slide chia sẻ. Ở đây là một cái giáo án thôi các thầy cô, từ bài đầu tiên, bài text ha. Các thầy cô có thể sẽ có nhiều các cái giáo án khác nhau. Giáo án mẫu có thể được chỉnh sửa cho năm chính thức sử dụng cho năm học sau chưa, hay cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Giáo án mẫu là giáo án dành cho năm học sau đó cô. Soạn hết cho 12 bài cho năm học sau đó thầy. Thầy Long chứ hả? Giáo án đó là giáo án chính thức là sử dụng cho năm học sau đó các thầy cô. Còn ở cái mẫu giáo án mà quy định cho từng cái địa phương ấy, thì chắc các thầy cô sẽ phải chỉnh lại một chút. Ở các cái huyện thì có thể là mẫu giáo án nó sẽ khác nhau ấy. Các thầy cô sẽ chỉnh lại một chút. Còn cái sườn thì là soạn hết cho các thầy cô rồi. Kế tiếp, đề kiểm tra các thầy cô.
Hiện tại các thầy cô thấy là đề kiểm tra đã có các phần speaking từ bài 1 cho đến bài 6 rồi ha. Các thầy cô sẽ có một cái bài giữa kỳ và một bài cuối kỳ. Đây là bài giữa kỳ nè các thầy cô. Sẽ soạn là bao gồm có phần nghe nè, phần đọc nè, bốn kỹ năng luôn, phần viết, phần nói và phần từ vựng và ngữ pháp ngữ âm, language focus các thầy cô. Đây. Language focus có đầy đủ ha. Kế tiếp nữa là tới đề cuối kỳ cũng sẽ tương tự như vậy. Cũng sẽ là có nghe, đọc, language focus, viết, nói với các thầy cô đầy đủ. Và hiện tại thì đã nói với các thầy cô là sau 30 tháng 6 thì họ sẽ đưa hết tất cả các nguồn tài nguyên vào trong đây, bao gồm file nghe, đáp án là có rồi để các thầy cô, chỉ có file nghe thôi. Rồi sau đó là tùy tình hình thì các cái đề kiểm tra này sẽ được cập nhật thường xuyên. Cho nên các thầy cô cứ lên sách mềm là đề kiểm tra sẽ được cập nhật thường xuyên ha. À không có file Word nhưng mà file PDF các thầy cô cũng copy được mà. Đừng lo cô Phương. PDF này các thầy cô cũng có thể select được dễ dàng nè. Các thầy cô thấy mình select không? Các thầy cô chỉ việc select, các thầy cô thấy select không? Select được mà. Các thầy cô copy bình thường ha. Có nghĩa là khi mà tải được PDF này về thì chắc chắn sẽ select và copy được. Các thầy cô đừng lo. Nếu mà đưa cái file Word lên đây nó sẽ bị mất định dạng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các cái phông chữ ở trên máy tính các thầy cô mà không có nó sẽ biến thành cái ký từ lạ. Cho nên là thường là khi chia sẻ đó thì sẽ chia sẻ file PDF với các thầy cô. Đó là một số các cái nội dung về tài nguyên mà các thầy cô có, bao gồm từ sách giáo viên, nhắc lại các thầy cô phương phối chương trình, giáo án, tiết dạy minh họa, bài giảng điện tử, đề kiểm tra. Rồi sau 30 tháng 6 mà các thầy cô muốn tải sách mềm về máy mà xài mà không có internet có được hay không? Được nha các thầy cô. Đây, các thầy cô có thấy cái dấu biểu tượng này không? À, các thầy cô tải về, các thầy cô nhấn cái nút này nè và tải về máy. Vậy là tới khi mà các thầy cô xài sách mềm thì nó đã ở trên máy các thầy cô rồi. Các thầy cô chỉ việc xài sách mềm ở trên máy vi tính mà không cần có kết nối internet được. Thế các thầy cô đây nhớ các cái vị trí này nhá. Sau 30 tháng 6 nha các thầy cô, sau 30 tháng 6. Hiện tại thì vẫn chưa, hiện tại thì đang hoàn thiện các cái chức năng của sách lớp 6 để các thầy cô có thể tải về. Hôm nay đã là 24 rồi các thầy cô, chúng ta chờ một tuần nữa. Đúng các thầy cô. Đó, cái nội dung mà chúng ta chia sẻ bữa hôm nay là như vậy. Rồi có câu hỏi nào thêm thì các thầy cô bỏ vào, không có file Word. Cái này chắc là sẽ chia sẻ lại, các thầy cô muốn file Word thì chắc là sẽ chia sẻ lại, có thể là bên nhà xuất bản họ sẽ up luôn cả file Word cho các thầy cô ha. Không cần phải lăn tăn cái chuyện đó đâu. Nó sẽ có chia sẻ luôn tất cả các file Word nếu các thầy cô mong muốn. Các tài nguyên này có các cái khối học khác không thầy? Có chứ các thầy cô. Vào lớp 7, lớp 8, lớp 9 các thầy cô coi thử thì cũng có. Nhưng mà lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì có thể là họ không có soạn PowerPoint. Bởi vì là năm sau thay sách lớp 7 rồi và năm tới thay sách lớp 8 thì là sẽ không có soạn PowerPoint hoặc là giáo án cho các thầy cô, mà chỉ có là sách giáo viên, phân phối chương trình hoặc là các cái cuốn sách như là thiết kế bài giảng các thầy cô. Thiết kế bài giảng sách lớp 7, lớp 8 có trên đó luôn á. Các thầy cô có thể lên xem. Nó có sách thiết kế bài giảng dưới dạng PDF, các thầy cô có thể lấy về xem. Và có các cái đề kiểm tra mà dưới dạng sách, sách mềm, các thầy cô cũng có thể lấy về xem. Rồi xong. Năm học có 35 tuần, phân phối chương trình tới tuần 36 luôn các thầy cô. Các thầy cô có 35 tuần nhưng mà theo phân phối chương trình của bộ thì họ tính tới 37 tuần lần. Cho nên các thầy cô sẽ có thể là có một số cái tiết review các thầy cô và một tiết trống á. Các thầy cô sẽ lắp vô luôn. Ở trong phân phối chương trình có rất là nhiều tiết trống, các thầy cô lắp vô luôn để sao cho nó kịp 35 tuần. Đáp án sách bài tập, bài tập các thầy cô sửa ngay ở trên kia luôn. Sách bài tập có đáp án, bài tập các thầy cô sửa ngay ở trên sách mềm luôn. Ở đây các thầy cô đây vô, à vô lại sách lớp 6 bài tập. Tôi thử cái coi các thầy cô. Chết, bị dằn ra rồi. Các thầy cô chờ chút ha. Các thầy cô pronunciation, ví dụ như chúng ta muốn sửa cho học sinh
chờ chút nữa thầy cô. Đây bài tập số 2. Thầy cô, bài tập số 2, ví dụ như chúng ta muốn sửa cho học sinh là ví dụ như cái chữ này học sinh sẽ phải biết là cái chữ này là compass, đúng không thầy cô? Đây học sinh sẽ điền vô. À, và sau đó học sinh sẽ phát âm, sau đó học sinh sẽ tiếp tục lại coi đáp án. Thì đó là compass, đúng không các thầy cô? À, và bài tập số 1, ta ví dụ như cái câu này đã được làm rồi nhé. Câu này đi các thầy cô, đây. À, câu nào sẽ là khác so với các cái từ còn lại? Thì có thể là đây, A, B, C, D, father, classmate, class, calculator. Vậy thì sau khi mà học sinh chọn xong đáp án thì chúng ta cũng sẽ cho đáp án để cho học sinh thấy calculator. Ha. Tương tự như vậy là câu số 3. Tương tự như vậy là câu số 3, câu số 4. Các thầy cô cứ đánh tiếp nè. Ở cái góc dưới là nó có 5 câu. Thì nó sẽ hiện ra từng câu. Các thầy cô sửa câu nào thì các thầy cô ấn tới cái câu đó. Được không? Đó. Tương tự vậy các thầy cô muốn sửa từ vựng và ngữ pháp thì sao? Đây. Các thầy cô nhìn về cái góc bên đây giúp. Đây. Thấy các thầy cô đây. Dù như tăng tiết các thầy cô muốn sửa từ vựng ngữ pháp của bài số 1 thì các thầy cô nhấn vô cái mục đó. Ví dụ như các thầy cô muốn qua bài số 2 thì các thầy cô nhấn vào bài 2. Đây, nó cũng sẽ hiện ra là ngữ âm nè, từ vựng ngữ pháp nè, speaking nè, reading, writing. Chỉ có một đặc điểm là sách bài tập không có bài tập listening. Tại vì bài tập listening phải có voice actors, có nghĩa là phải có cái người thu âm. Và các cái tài liệu listening đó là có bản quyền các thầy cô, cho nên là cũng không có thể nào mà thu âm dễ dàng được, hay là sử dụng các cái nguồn tài liệu của nước ngoài, mà chúng ta phải tự động thu âm. Cho nên là chúng ta không có nguồn lực để làm các thầy cô. Nhưng mà các thầy cô sẽ tìm được rất là nhiều các cái sách tham khảo ở trên thị trường, đừng lo lắng. À đúng rồi, phải nhờ ban giám hiệu ký cái tên và đóng dấu vô. Bây giờ ban giám hiệu ký tên và đóng dấu vô. Phông chữ của sách bài tập này nhỏ quá. Đúng rồi, phông chữ này nó hơi nhỏ, các thầy cô muốn bự thì các thầy cô zoom lên. Đây này các thầy cô. Zoom cái trang nó lên, các thầy cô thấy nó bự hơn không? Xong rồi các thầy cô zoom nhỏ nó lại. Bự ra. Các thầy cô thấy trên màn hình chưa? Đã bự ra rồi. Đó là các cái kỹ thuật mà các thầy cô sử dụng máy tính ha. Rồi, kế tiếp. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thấy tiện hơn chứ. Mình không có thấy tiện đâu các thầy cô. Sửa mà cái đáp án có liền thì mình đỡ phải nhớ đáp án nữa. Cứ tới xong rồi các thầy cô cứ học sinh cứ chọn câu xong rồi các thầy cô nhấn thi. Xong rồi tới câu cái thầy cô cứ nhấn thi, xong rồi các em sửa thôi. Cái thầy cô không có cần phải nhớ đáp án luôn, thi có sẵn ở trên đây. Thầy Minh có thể vô cái phần ở trên chat box, nó có một cái file doc. Cái thầy cô nhấn vào cái hướng dẫn theo đúng cái file doc là tệp, tải file về ha. Đây, ở trong cái phần câu hỏi số 6, cái câu hỏi thường gặp. Mình đã gửi lại một lần nữa đó này. Ý em là phông chữ nhỏ zoom lên hoài sao thầy? Đúng rồi, mình phải zoom lên. Tại vì là ở đây nó thiết kế theo các cái mục ở bên đây. Nếu mà mình không zoom lên thì là nó sẽ... Mình cũng đâu có muốn là thấy các cái đề mục ở bên phía tay trái đâu. Mình phải zoom lên chứ. Cái này cũng zoom lên vừa phải thôi. Cái này có thể tắt đề mục này. Cái này có thể zoom lên được bự hơn nữa. Đó là trong các cái phần mục lục, các thầy cô muốn mục lục hiện ra thì các thầy cô nhấn vào mục lục lại. Chắc chắn là phải zoom lên chứ. Kế tiếp. Để giáo viên tự luyện listening cho học sinh cũng khó, cho giáo viên. À đúng rồi, listening cho học sinh, các thầy cô. À, ở bên nhà số 7 giáo dục sẽ có các cái tài liệu tham khảo. Các thầy cô sẽ mua các cái tài liệu tham khảo đi kèm với cái sách này. Các thầy cô ở đó là sẽ có những cái tác giả độc lập khác, không phải là của nhà xuất bản giáo dục, nhưng mà có để tên nhà xuất bản giáo dục là sẽ có cái sách tài liệu nghe cho học sinh. Các thầy cô có thể sử dụng các cái nguồn tài liệu đó. Phần đơn đăng ký chung cho tất cả giáo viên toàn huyện được không? Được các thầy cô, nhờ phòng giáo dục ký tên. Được, nhập hết đi các thầy cô, sau đó cái chồng cho ký tên một lần duy nhất, làm sao để tải file nghe thì... File nghe sẽ đưa lên cho các thầy cô sau. File nghe sẽ đưa lên cho các thầy cô sau. Lý do là chúng ta chưa tải được file nghe là bởi vì
đi kèm với sách sẽ là đĩa CD. Các thầy cô, đi kèm với sách sẽ là đĩa CD. Các thầy cô nhớ giúp cái này. Tuy nhiên là bên nhà xuất bản giáo dục sẽ đưa cái file nghe này lên trên cái phần file ở trong cái phần extra resources cho các thầy cô sau 30 tháng 6 luôn. Cho nên đừng lo lắng, nếu mà các thầy cô sử dụng sách mềm thì chắc chắn các thầy cô sẽ có file MP3. Tuy nhiên với sách thì bây giờ vẫn đơn CD ra để bán chung với sách, cho nên các thầy cô không cần phải lo lắng về file nghe đâu. Giáo án mình xem không thể tải được phải không thầy? Đúng rồi, các thầy cô hiện tại thì họ còn điều chỉnh cho nên chưa tải được. Các thầy cô chờ sau 30 tháng 6 ha. Giờ hiện tại các thầy cô cứ lên xem trước đi, sau 30 tháng 6 các thầy cô về tải hết. Laptop đời sau không có CD-ROM thì làm sao sử dụng? À không, ý là sẽ có file mềm xuất hiện ở trong cái extra resources sau 30 tháng 6. Cô sẽ sử dụng, cô sẽ tải MP3 về được thôi. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời là coi các cái nguồn tài nguyên này, sau 30 tháng 6 thì họ sẽ chuyển cái phần mà MP3 này lên các cái trang này để các thầy cô có thể sử dụng, hoặc là một cái trang khác mà Phương Nam sẽ gửi đường link để các thầy cô tải MP3 về. Cho nên là không nhất thiết chúng ta xài CD-ROM đâu, nhưng mà CD vẫn được bơm ra để các thầy cô xài với các cái cassette player nếu mà ở một số các cái địa phương đó các thầy cô còn xài máy. Tiếp tục các thầy cô, chắc là nãy giờ trả lời luôn cho các thầy cô cái mục question and answer rồi, chắc là cũng sẽ nói nhanh về cái phần tham gia đánh giá sau tập huấn. Tham gia đánh giá sau tập huấn thì đầu giờ thì bên công ty cũng đã hướng dẫn các thầy cô là chúng ta có 4 ngày để làm cái đánh giá này. Các thầy cô chụp giúp cái màn hình để các thầy cô có thể về nhà đăng nhập cái đánh giá này và làm giúp. Chúng ta có 4 ngày để làm các thầy cô. Đầu tiên, bước số 1, các thầy cô tìm Zalo ở trên máy. Các thầy cô có ứng dụng Zalo á. Các thầy cô tìm Zalo trên máy. Bước 2, các thầy cô gõ vào cái thanh tìm kiếm ở trên Zalo cái chữ Cdico. Cdico, các thầy cô gõ vào cái chỗ tìm kiếm này, các thầy cô thấy cái chỗ in đỏ không? Sau khi các thầy cô gõ vào thì các thầy cô sẽ thấy có một cái logo giáo dục nằm ở trên viền màu xanh. Có một cái logo giáo dục viền màu xanh. Chưa đăng ký sách mềm nhưng vào tham khảo được không thầy? Tham khảo được các thầy cô. Các thầy cô sẽ tham khảo với dạng là tài khoản học sinh, nhưng mà sẽ không có các cái nguồn tài nguyên. Cho nên các thầy cô phải đăng nhập bằng tài khoản giáo viên, các thầy cô mới có nguồn tài nguyên. Cdico có cái logo màu vàng và trên nền màu xanh. Các thầy cô nhấn giúp ở cái bước 3 là quan tâm. Quan tâm với các thầy cô. Sau khi quan tâm sẽ hiện ra một cái cửa sổ chat giữa thầy cô và Cdico. Sau đó các thầy cô nhấn vào ở phía dưới này, các thầy cô có ba cái tab. Các thầy cô nhấn vào tab là đánh giá tập huấn. Sau khi đánh giá tập huấn thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ ở bước 5. Bước 5 các thầy cô chọn bộ sách mà các thầy cô được tập huấn. Bộ sách hôm nay là đánh giá tiếng Anh 6 Global Success. Rồi nhấn vô các thầy cô có 10 câu thôi. Các thầy cô làm đúng 5 câu thì các thầy cô ok rồi đó. Còn nếu mà các thầy cô chưa đúng 5 câu thì cô làm lại. Làm lại cho khi nào mà các thầy cô đúng được 10 câu thì thôi. Các thầy cô có 4 ngày lận nha, các thầy cô cứ đặt lịch đi. Tới ngày thứ 3 các thầy cô làm cũng được. Thì các thầy cô tới 4 ngày lận mà có 10 câu à. Cho nên các thầy cô cứ làm thoải mái. Rồi các thầy cô, các thầy cô chụp lại màn hình và sau đó làm trên Zalo, các thầy cô làm trên Zalo. Các thầy cô làm xong rồi các thầy cô làm cho bạn mình cũng được, nếu mà bạn mình không có Zalo. Bốn ngày nha các thầy cô, 4 ngày. Bấm rồi mà vào không được. Bấm lại các thầy cô, Cdico, nhấn vào chữ Cdico. Xong rồi nhấn quan tâm, đánh giá tập huấn,
và sau đó chọn bộ sách. Bộ sách chúng ta là Global Success. Cái này cô tìm cái ứng dụng Zalo, cái này cô tìm ứng dụng Zalo xong. Cái cô đây, camera. We have camera here. Cô chờ. Em không biết làm sao ở trên đây kết nối được để các thầy cô thấy cái màn hình Zalo của em. Bây giờ em nhanh chóng em quay vô camera cho các thầy cô xem. Để sát cái màn hình các thầy cô đây. Đây các thầy cô, lật điện thoại ra, thấy cái chữ Zalo không? Đây Zalo này các thầy cô nhấn vô. Đây nhấn vô. Nhấn vô xong chỗ này này các thầy cô có cái chữ, có cái mũi tên là tìm kiếm này các thầy cô. Tìm kiếm này các thầy cô. Các thầy cô nhấn vô cái tìm kiếm ở trên. Tìm kiếm ở trên xong các thầy cô sẽ thấy là tìm kiếm bạn bè hoặc là tin nhắn. Đúng không thầy cô? Đây. Các thầy cô gõ vô là CEDIT. Cô, em mới có gõ chữ CED thôi nè. Các thầy cô thấy có cái logo màu xanh không? Đó. Sau đó nhấn vô. Nhấn vô này các thầy cô. Đây. Nhấn vô xong cái đó có cái tab xanh xanh. Có chữ quan tâm nè. Thấy không? Thấy chưa? Những cái chữ quan tâm. Được cái này cô nè, cái này cô nhìn ở dưới nè, ở dưới nè. Hả? Nó có mấy cái dòng nè, cái này cô thấy có chữ dòng đánh giá tập huấn không? Cái này cô nhấn vô. Đó, nó hiện ra cái màn hình giống bước 5 chưa? Thấy không? Xong rồi cái này cô chọn bộ sách nè. Bộ sách Global Success nè, thấy không? Nhấn vô. Đó, nó đang load này cái này cô nè. Hiện ra cái bài kiểm tra. Thấy cái này cô. Rồi, các thầy cô nhập họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác, tỉnh chúng ta là tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh gì đó, phòng giáo dục gì đó. Sau đó các thầy cô nhập hết rồi nó mới cho tiếp. Tiếp nó mới hiện câu hỏi ra. Các thầy cô thấy câu hỏi nào thì làm câu hỏi đó. Sau khi làm xong rồi thì các thầy cô nhấn submit ha, là nộp bài là xong. Được chưa các thầy cô? Đó, xong cái nội dung về CEDICCO. Em hướng dẫn các thầy cô. Được các thầy cô. Rồi, bấm vào bộ sách mà không thấy ra bài kiểm tra. Bấm lại đi các thầy cô. Em bấm nó vẫn ra bình thường. Nhấn lại vào trong cái tab bộ sách đi. Hồi nãy em bấm nó chạy ra cái bài kiểm tra mà có thể internet ở chỗ mình. Trả lời ngắn gọn. Đúng rồi các thầy cô. Nó đâu có tự luận, nó có trắc nghiệm không à. Còn họ tên của mình thì đương nhiên là chúng ta phải trả lời ngắn gọn rồi. Trả lời ngắn gọn thôi, các thầy cô có 10 câu thôi. Các thầy cô trả lời như quizzes hồi nãy mình chơi vậy đó, có khi nó còn dễ hơn cái quizzes đó nữa. À, cái bước ở trên màn hình đấy các thầy cô làm Zalo ha, các thầy cô vào Zalo tìm kiếm CEDICCO. Sau khi tìm kiếm CEDICCO thôi thì sẽ nhìn ở dưới màn hình là đánh giá tập huấn. Anh nhớ tập huấn xong rồi thì các thầy cô chọn bộ sách là Global Success ha. Cô Hương chụp lại màn hình giúp em. Màn hình đang chia sẻ. Được thầy Phương. Nếu mà có cái Google Form CEDICCO gửi thì thầy cứ vào đó, thầy khỏi phải vào Zalo cũng được. Thầy Phương ơi, thầy Phương có cái Google Form không? Thầy Phương cho cái địa chỉ lên trên chat box này luôn đi, để các thầy cô nào mà không có Zalo á, các thầy cô đã vào cái Google Form luôn cho tiện. Không có trách nhiệm á các thầy cô, vậy là bài mới rồi.
Phần hai mới có trách nhiệm. Em cũng biết bài đó là em cũng biết bài đó là gì. Cái thầy cô ở trường Thành Thới B. Cô Phượng mời trên 10, các thầy cô thấy không? Đơn giản quá. Ok rồi đó, cô Phượng nộp đi cô Phượng. Thầy Long xong rồi, xong rồi các thầy cô. Các thầy cô có 3 ngày để làm các thầy cô. Nếu có sẵn xe đích cô trên Zalo thì làm sao? Có sẵn xe đích cô trên Zalo thì vào trong cái trang nhấn vô cái hình logo của xe đích cô. Nó sẽ hiện ra cái chữ quan tâm, nhấn lại và quan tâm. Nhấn phía dưới đánh giá tập huấn. Sau đó nó sẽ chọn cái bộ sách mà mình mong muốn. Cô Phượng đã gửi xong. Có sẵn xe đích cô rồi thì chỉ cần nhấn ở phía dưới cửa sổ chat cái này cô là đánh giá tập huấn trên Zalo chỗ nào. Cô Hương ơi, trên Zalo thì tìm cái chữ xe đích cô trong cái chỗ mà mình hay tìm kiếm tên bạn mình á, thì bây giờ không gõ tên bạn mình nữa, gõ chữ xe đích cô cái này cô. Thế thì con sẽ đến cô. Rồi thầy Tùng cũng đã xong rồi. Các thầy cô có tới 4 ngày lận, các thầy cô không cần phải làm liền đâu. Nhưng mà các thầy cô làm liền cũng được. Thật ra nó cũng có mấy câu à. Các thầy cô trả lời ngắn gọn cho nhanh. Cô Kim So cũng làm xong rồi. Cô hướng dẫn hết đơn nha thầy cô. Có một số thầy cô đang nói là nộp rồi, nộp xong rồi sao biết mình đã nộp, nộp xong rồi nó sẽ cảm ơn các thầy cô. Sau đó là nó có hiện ra cái số câu đúng của các thầy cô luôn á. Các thầy cô, nó có hiện ra cái số câu đúng luôn. Cô Phúc, cô Diễm Phúc. Tám trên 10. Rồi được rồi, nhấn nộp đi cô. Rồi 5 câu thôi các thầy cô. Các thầy cô thích đúng hết thì các thầy cô làm lại một lần nữa. Hình như là nó không cho check lại cái nội dung đáp án. Các thầy cô cứ nộp kìa. Các thầy cô nộp.
thầy cô toàn là 8 trên 9 trên 10 không? Thì các thầy cô thấy là đề kiểm tra rất dễ. Thầy cô cứ thoải mái làm, các thầy cô thấy không? Feedback toàn là 8 trên 10, 9 trên 10, 10 trên 10. Tôi thấy có ai ghi 7 trên 10 hết, cho nên các thầy cô chỉ cần làm chậm chậm một chút, các thầy cô đúng hết. Các thầy cô trả lời, các thầy cô dành thời gian để làm, bây giờ cũng đã khá trễ, 4:30 rồi các thầy cô. Trả lời các thầy cô cũng sẽ nghỉ. Chiều hôm nay chúng ta đã phải trải qua 3 tiếng đồng hồ rất là dài để tiến hành tập huấn. Cảm ơn các thầy cô có mặt ở đây xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ này. Cảm ơn các thầy cô đã tham gia cái buổi báo cáo ngày hôm nay và đã có mặt đầy đủ. Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe và thực hiện 5K an toàn để chúng ta có một cái năm học mới thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong thời gian sắp tới.